Tôi nhắc lại vào kinh cuối là với một cái người mà kinh cuối là bài kinh duyên ấy hả, một cái người mà hiểu được cái nguyên lý 12 duyên khởi đó, thì họ không có cái những cái thắc mắc mà trong kinh gọi là vớ vẩn á, những cái thắc mắc vớ vẩn về quá khứ, hiện tại, vị lai. Vớ vẩn là sao? Tức là những cái suy tư về bản thân mình ấy, theo cái cách mà kích thích phiền não. Theo cách kích thích phiền não, tức là tôi nghĩ về những cái đoạn đời qua của tôi, buồn vui ra sao, để là cái nào tham được thì tham, cái nào sân được thì sân, có nghĩa là cái nào thích được thì thích, mà cái nào bất mãn thì bất mãn. Rồi tôi nghĩ về quá khứ của tôi là ao ước là mình có được túc mạng minh, để mình nhớ là đời xưa kiếp trước của mình đã ra làm sao làm sao làm sao. Thì những cái suy tư đó, những cái hồi tưởng về quá khứ của kiếp này hay là quá khứ của kiếp xưa, thì những cái hồi tưởng đó nó được gắn liền với cái ý niệm về ngã và ngã sở, tôi và của tôi. Rồi những cái ước vọng, những cái trù tính, những cái sắc hoạch về tương lai, về cái chuyện chưa đến, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Những cái sắc hoạch trù tính, những cái hy vọng này nè, nó gắn liền với một cái ý niệm tôi và của tôi. Rồi trong hiện tại cũng vậy, tôi đang ra sao, bây giờ tôi đang làm cái gì, tôi đang vinh nhục thành bại ra sao, thì đó gọi là những cái suy tư về hiện tại mà gắn liền với ý niệm tôi và của tôi. Và tất cả những cái suy tư mà gắn liền với cái ý niệm mà ngã chấp đó, nó sẽ chấm dứt khi mà mình biết rõ rằng cái sự hiện hữu của mình trong quá khứ hay là trong tương lai hay là ngay bây giờ, nó chỉ là cái sự có mặt chớp nhoáng của danh và sắc, nó chỉ là cái sự ghép nối liên tục và ngắn hạn của từng sắc na danh sắc. Vấn đề là chỗ đó. Cũng giống như hôm nay mà mình ngồi mình nhớ là những món đồ chơi của mình hồi nhỏ đó, thì ngẫu nhiên tình cờ bất chợt nhớ thì ok, nhưng mà nếu mà phải dành thời giờ để mà nghĩ nhiều về những món đồ chơi ngày bé của mình đó, thì tôi nghĩ đấy chuyện đó là chuyện rất là khó xảy ra, bởi vì nó chỉ là những món đồ chơi thôi, những món đồ chơi không có đáng gì hết. Bằng đất sét hay là bằng plastic hay là bằng giấy, thì đó là kỷ niệm, là cứ thể gọi là kỷ niệm đẹp đó, nhưng mà đó là những món đồ chơi của một cái thời vụng dại, cái thời mà trẻ người non dạ, cái thời mà không biết suy nghĩ, cái thời mà là mình ăn chưa no mà lo chưa có tới, cái thời mà mọi cái đánh giá, mọi cái nhận thức của mình về cuộc sống chưa có xài được. Thì đối với một cái bậc mà hiền trí, với một cái người có học đạo, chưa nói là chứng đạo nha, còn nói với người chứng đạo thì còn như thế nào nữa. Người ta nghĩ về cái chuyện cũ hay là nghĩ về cái chuyện sau này đó, bằng một cái nhìn trách nhiệm thôi. Đó là cái gì nên và cái gì không nên, cái gì cần và cái gì không cần, chỉ vậy thôi, chứ không có phải nghĩ ngợi về nó, mất thời giờ về nó bằng những cái suy nghĩ không có cần thiết. Đó là cái nội dung của bài kinh cuối cùng trong cái chương cái phẩm nhân duyên ấy. Bây giờ sáng nay học về cái kinh đầu tiên của cái phẩm mười lực. Nghe mười lực thì nghe nó kỳ nhé, nhưng mà trong kinh đó, thì trong bản Hán là sẽ chữ thập lực, đấng thập lực, đa sa pa la, đa sa là mười, đa sa pa la, pa la là sức mạnh, đấng thập lực. Tức là đây là một trong những cái hồng danh, một trong những cái hồng danh của Đức Phật. Là này các tỳ kheo, ta đầy đủ mười lực, đầy đủ bốn vô sở úy, tự nhận vị trí ngư vương giống như đống sư tử giữa hội chúng, chuyển pháp lưng xác định đây là sắc đoạn tập khởi, sắc đoạn diệt. Mình mới đọc qua đoạn kinh này mình thấy không có gì đặc biệt, nếu mà mình không thường đọc kinh tạng
thấy rằng là Ngài xác nhận Ngài là một vị chánh đẳng giác, Ngài là một đấng Phật lực. Rồi tưởng sao là cuối cùng Ngài nói rằng là ta có đủ tư cách để mà xác định đây là năm uẩn, đây là năm uẩn, đây là con đường dẫn đến năm uẩn, đây là sự kết thúc của năm uẩn, và đây là con đường dẫn đến sự hiện hữu của năm uẩn. Nghe đâu có gì đâu ghê gớm, nhưng mà thử nghĩ lại đi, toàn bộ thế giới này, toàn bộ sự hiện hữu của tất cả vũ trụ, toàn bộ sự có mặt của tất cả chúng sinh, toàn bộ sự có mặt của những gì vô tri như là đất đá, cây cỏ, núi non, kinh rạch, chim muông, thú vật, thì tất cả mọi hiện hữu đó gom lại nó chỉ là năm uẩn thôi. Và trong một cái nhìn rốt ráo của một bậc đại giác thì thế giới này nó chỉ là vậy thôi, không hơn kém, không hơn không kém, nó chỉ là vậy thôi. Và Ngài nói cho mình biết rằng Ngài là người hiểu, hiểu rõ cái sự có mặt của vạn hữu ở đời là thật ra nó là cái gì, và từ đâu mà có cái sự hiện hữu đó, và bằng vào cái hành trình nào mà ta đạt đến cái cứu cánh chấm dứt mọi thứ. Thì đó chính là cái nội dung của kinh. Bây giờ mình nên tìm hiểu cái mười lực kia là cái gì, thập lực kia là cái gì. Cái chỗ này nó quan trọng là bởi vì cái chữ thập lực này các vị sẽ nghe rất là thường khi xem kinh hay nghe giảng nhé. Mình biết mười lực là cái gì? Cái thứ nhất á, cái thứ nhất á là Ngài biết rõ cái gì là hợp lý và vô lý. Tiếng Bali kêu là Thana. Thana là sao nữa? Cộng với Athana. Tức là Ngài biết rõ cái chuyện đó có thể xảy ra hay không. Ngài biết rõ cái chuyện đó có thể xảy ra hay không. Cái chuyện đó có thể xảy ra hay không. Và với cái điều kiện như vậy, với cái với những cái nguyên do như vậy đó, thì cái chuyện đó nó có thể xảy ra hay không, và nếu nó xảy ra nó sẽ xảy ra như thế nào. Ngài biết rõ cái gì là hợp lý và vô lý tại chỗ đó đó. Thí dụ như Ngài dạy rằng là không thể nào mà cái thiện mà nó dẫn đến quả khổ, không thể nào mà cái việc ác mà nó dẫn đến quả vui, không thể nào cái nhân sanh tử mà nó dẫn đến giải thoát, và không thể nào mà cái nhân giải thoát mà nó dẫn đến sanh tử. Đó là những cái điều. Rồi không có cái gì mà đã có mặt mà nó lại trường cửu, không vô thường. Nói chung là tất cả những cái gì ở đời này nó cũng phải y cứ trên cái yếu tố nhân duyên. Vạn pháp do duyên mà có, và đã có thì phải vô thường. Đó là cái lý, cái lý nhân quả và tam tướng. Mọi thứ ở đời do duyên mà có, mà đã có rồi thì nó phải vô thường, chứ không thể nào mà nó có cái chuyện mà có mặt rồi mà lại trường cửu hết. Đó là cái điều vô lý. Đó là cái điều vô lý. Cái điều thứ nhất là Ngài biết rõ cái gì có thể và không thể, cái gì hợp lý và vô lý. Cái điều thứ hai nữa đó là Ngài biết rõ cái vấn đề nghiệp lý, là kammasamādhā đó, kammasamādhā đó, tức là nghiệp nào dẫn đến quả nào, nghiệp nào nó dẫn đến cái quả nào, mình nhìn Ngài biết. Hàng thinh văn á, nếu mà kể ra đó thì 10 cái này có, phải ghi rõ nha. 10 điều này có thể có ở hàng thinh văn, nhưng ở mức hạn chế và bất định.
Hạn chế làm sao? Hạn chế có nghĩa là cái biết của hành tinh văn nó không có được vô tận, vô biên, vô lượng, vô hạn như là Đức Phật. Bởi vì mình thấy chỉ riêng cái sức nhớ thôi, chỉ riêng cái sức nhớ về quá khứ đó, thì cái hành tinh văn ấy, còn ngay cả Phật Độc Giác chỉ nhớ được tối đa là hai cái A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, hai vị trí thượng tinh văn ấy. Nhưng ngày sau là Pháp Bồ Kiền Liên thì nhớ được một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Các cái vị đại tinh văn mà có cái biệt hạnh như đệ nhất này, đệ nhất kia đó, như ngài A Nan, ngài Ca Diếp thì chỉ có được 100.000 đại kiếp. Còn những cái vị mà ngoài ra thì bất định, cho nên rất là hạn chế. Ở hàng tinh văn cũng có 10 khả năng này nhưng mà hạn chế. Rồi còn bất định là sao? Bất định là cái vị A-la-hán này đó không giống như vị A-la-hán kia. Rồi ngay cả bản thân vị đó, cái lúc mà trao dồi thường xuyên cái khả năng nào đó thì vẫn hơn bản thân vị đó cái lúc mà bỏ lơ, không có trao dồi cái khả năng đó. Thí dụ như ngày Anuruddha, cái lúc mà ngày mới chứng thiên nhãn thì ngày không bằng cái thời gian sau đó. Nên bất định là vậy đó, tức là vị này không giống vị kia. Nhưng mà chư Phật thì không, chư Phật thì không, chư Phật chánh đẳng giác thì cái biết của các ngài đó, cái 10 cái này ở các ngài đó, thứ nhất là không hạn chế, và thứ hai nó là luôn luôn cố định, có nghĩa là cái biết từ cái biết này của các ngài từ cái lúc thành đạo đó cho đến lúc niết bàn trước sau như một, và vị Phật này giống y hệt như vị Phật kia, giống như y nhau chỗ nào, giống nhau ở chỗ là không có hạn chế, và trước sau như một. Thì tôi phải nói rõ là 10 cái này ở vị tinh văn có, nhưng mà có rất là hạn chế, cho nên không có được kể là 10 cái sức mạnh. Cho nên cái thứ nhất là ngài biết rõ cái gì hợp lý và không hợp lý. Cái điều thứ hai là ngài biết rõ về cái gọi là cái vấn đề nghiệp lý, tức là nghiệp nào nó dẫn tới cái gì. Cái điều thứ ba gọi là sắc bắt thác gamini pati tìm ba đăng, rồi sao nữa, rồi giác tha phu tăng và cha na na tí, là biết rõ con đường dẫn đến tất cả cảnh giới. Sọc bách thế gai mini bách thế ba đăng và tha phu tăng và cha na tí. Tha phu tăng và cha na tí tức là biết như thật, có nghĩa là nó làm sao thì biết như vậy, biết chính xác như vậy. Tức là do tha phu tăng và cha na tí tức là biết như thật, là biết cái gì, biết cái gọi là sắp bắt cái gà mini, tức là mọi cái chỗ lai vãng, mọi cái chỗ lui tới. Bắt tí ba đăng là cái con đường hay là cái hành trì, cái lối hành trì, để biết rõ cái con đường hay là cái lối hành trì nào mà dẫn tới mọi cái cảnh giới. Ví dụ như bây giờ ngài biết, ngài nhìn một cái con kiến, ngài biết rõ là vì đâu mà nó tới rồi đó. Tôi đã nói 350.000 lần đó rồi. Cái khuynh hướng tâm lý của mình nó dẫn đến cái hành động của mình, và cái hành động của mình nó dẫn đến cảnh giới tái sinh của mình. Cho nên đừng có nghĩ rằng một cái thói quen nào đó nó chỉ là thói quen thôi, không đáng kể, sai. Một cái thói quen nhỏ xíu của mình, ví dụ như mình có cái, tôi chỉ ví dụ thôi, là có những người họ hay là chú ý đúc chút những cái như cây đinh này, con ốc này, cũng ráng gom này để dành thức ăn hư cũ, và cũng đành bụng bỏ, cứ ráng gom góp để dành đồ đạc chi ly đúc chút, những cái tánh mà thích thu gom. Thì nếu mà mình thiếu công đức một chút xíu thôi, thiếu một chút xíu thôi, thì mình sẽ sanh ra làm những cái loài như là loài ong nè, loài kiến nè. Lớn hơn chút, quý vị thấy con sóc không? Chỗ tôi ở bên Mỹ, con sóc. Tức là có những cái mùa mà nó phải dành dụm thức ăn để dành cho mùa đông chẳng hạn. Thì cái khuynh hướng, cái thói quen tâm lý của mình nó dẫn tới cái chuyện mà tại sao mà mình là con ong, con kiến, rồi tại sao mình là con bướm, tại sao mình là con sâu, con bướm, rồi tại sao mình là con chim, rồi tại sao mình là con cá, tại sao mình là con rắn, tại sao mình là con bò, con nai, mà không phải là cái loài khát máu ăn thịt sống như là sư tử, beo, cọp.
thì tất cả những cái khuynh hướng tâm lý đó của mình đó, trong từng ngày nó cộng với cái điều kiện sống hiện tại đó, cộng với sự tác động của nghiệp quá khứ ha, nó mới dẫn đến cái chuyện là mình đi về cái cảnh giới nào, và mình có thể quan sát được cái tương lai của mình thông qua cái đời sống hiện tại của mình. Mình sống giống như cái hạng nào thì mình sẽ về mình cộng trú với cái hạng đó. Ở trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật Ngài dạy rằng đó là cái chỗ nào mình đi đứng nằm ngồi mà bằng tham sân si á, thì cái chỗ đó là chỗ ở của loài đọa xứ. Cái chỗ nào mà mình sống bằng cái tâm lành của cái người đang tu tập thập thiện á, thì cái chỗ đó là chỗ ở của chư thiên. Cái chỗ nào là cái chỗ mà mình sống bằng bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả thì đó là cái chỗ phạm thiên. Cái chỗ nào mình sống bằng cái trí tuệ, bằng cái chánh niệm về tam tướng trung năm quẩn thì đó là cái thánh xứ, là cái trụ xứ của thánh nhân. Nói vậy có nghĩa là cho dù cái ngôi nhà của mình nó là một cái villa, một cái biệt thự hàng triệu đô la, nhưng mà nếu mà mình sống bằng cái tâm tham, tâm sân, nếu mà sống bằng tâm tham thì cái chỗ đó lúc bây giờ nó là cái chuồng heo. Mà nếu mình sống bằng tâm sân ấy, thì cái chỗ đó là cái chỗ cái chuồng cọp, chuồng beo, chuồng sư tử, cái chỗ ở của dạ xoa, chỗ ở của Atula. Và cái này không phải là cái cách nói, không phải là cái cách nói mà ẩn dụ trừu tượng, mà thật sự nó là như vậy. Là bởi vì được gọi là Atula là bởi vì cái đây là một cái chúng sinh mà nó thường trực sống trong cái thế giới nội tâm nóng bức, gây gỗ, bất mãn. Cho nên Đức Thế Tôn mà nhìn thấy, Ngài biết rằng cái khuynh hướng sống như thế này nè, cái kiểu hành trì này nè, nó sẽ dẫn đến các cái cảnh xứ, cái cảnh giới đọa lạc. Cái kiểu hành trì này nè, cái kiểu sống này nè, cái kiểu suy tư này nè, nó sẽ dẫn đến cái cảnh giới của dục thiên hay là phạm thiên. Và cái cách sống này nè, sẽ dẫn đến cái quả vị thánh nhân. Nhìn Ngài biết. Cho nên cái thứ ba đó gọi là sắp bách tới gà mê ni bách tí bà đăng thang tà cha nga tí, có nghĩa là biết rõ, biết cách như thật, biết cách đúng đắn, biết một cách chính xác cái hành trình dẫn đến các cái cảnh giới. Rồi cái tiếp theo nữa là Anikathatu Yatha Bhu Cành Bachana, thì biết rõ cái bản chất rốt ráo của thế giới này gồm các chúng sinh và cảnh giới thực ra là những gì. Ngài biết trên tất cả khía cạnh tục đế chân đế. Thí dụ như Ngài biết rõ là bên ngoài cái vũ trụ này nó còn có những cái thế giới khác, và những cái thế giới đó đó nó cũng gồm có sắc thọ tưởng hành thức như đây, rồi ở đó nó cũng có cây cỏ đất đá như đây. Nhưng mà gom gọn lại cái gì nó thuộc về sắc thì nó phải là lấy bốn đại làm căn bản, đất nước lửa gió. Mà cái gì là danh á, thì nó phải y cứ vào tâm và tâm sở. Có nghĩa là Ngài biết, trong đây mới nói rõ là Ngài biết rõ cái gì. Ngài biết rõ thế giới này nó chỉ là con số 18 thôi. Tất cả các vị còn nghe không? Alo. Tôi không có, tôi không biết ai đụng, nhưng mà thỉnh thoảng tôi lại thấy cái đó. Tức là tôi thấy có cái dấu gạch chéo ở trên cái mic của tôi. Các vị đã nghe đến đâu rồi? Chết rồi, không biết nãy giờ tôi nói các vị có nghe không? Mất công quá. Các vị đã nghe đến đâu rồi? Dạ rồi. Thì toàn bộ thế giới này, cho dù ở cái cõi phạm thiên vô sắc hay là cái cõi địa ngục thấp nhất, sâu nhất, thì nó cũng chỉ nằm ở trong cái con số 18 này thôi. Nó cũng ra khỏi con số 18. Rồi Ngài biết rõ rằng nó, nếu mà nó trên mặt trên cái mặt tục đế đó, thì Ngài biết rõ nó có bao nhiêu cõi. Ở mỗi cõi thì nó có bao nhiêu loại chúng sinh,
ở mỗi loại chúng sinh như vậy nó có bao nhiêu sắc, có bao nhiêu tâm tâm, bao nhiêu tâm sở, thiện sao, ác sao, ngài biết rõ. Thì cái đó gọi là biết trên cả cái cạnh tục đế và chân đế là như vậy đó. Biết rõ trong đó nó gồm có cái gì cái gì, thì biết cái bản chất rốt ráo nó trên cả hai cái cạnh chân đế và tục đế, thì nó được gọi là Anicca Tùng. Rồi cái tiếp theo nó gọi là Nana Thí Mút Thí. Tiếp theo gọi là Na Thí Mút Thí Căng Bà Cha Na Thí. Biết rõ cái khuynh hướng sai biệt và đa dạng trong tâm lý của tất cả chúng sinh. Là ngài biết rõ, là ai có cái khuynh hướng ra làm sao, ai có cái khuynh hướng ra làm sao, có nghĩa là cái người nào mà có, người nào là hạ căn, người nào độn căn, người nào là lợi căn, thì người nhìn ngài biết. Người nào có cái khuynh hướng gì ngài biết, có khuynh hướng ra sao, thì chúng ta thấy rằng trong tâm lý chúng sinh, vô lượng chúng sinh ở đời nó gom gọn là chỉ nằm ở trong sáu cái cơ tánh thôi, sáu cái cơ tánh trong chúng mình gọi là Charita, là người nặng về tham, về sân, si, tầm, tính, giác, rồi người nhanh, chậm, cao, thấp, đó. Biết rõ là cái Nana Thí Mút Thí là như vậy đó. Biết rõ người này nặng về tham nè, về sân nè, về si nè, tầm là tính là giác nè, rồi nhanh chậm khác nhau, rồi cao thấp khác nhau. Cao thấp là sao? Cao thấp có nghĩa là có người thì cứ quẩn quanh ở trong cái chuyện hưởng dục thôi, rồi có người thì tối đa tới thiền sắc giới quẩn quanh không đi nữa, rồi có người lên tới thiền vô sắc rồi thôi không có đi nữa, rồi có người đó thì chuyên tâm thiền định, định tu tập về tứ niệm xứ. Có nghĩa là cao thấp ở đây là cao thấp ở đây á là có người chỉ quẩn quanh trong năm dục, rồi gì nữa, trong thiền sắc giới, trong thiền vô sắc giới, rồi có cái hạng người đó là hướng tâm cầu vô sinh bằng cách nhàm chán năm quẩn và tu tập niệm xứ. Có nhiều chúng sinh như vậy đó, có người chỉ quẩn quanh trong năm dục thôi, có người thì trong thiền sắc giới, thì có người lên tới thiền vô sắc giới, thì có người thì tu tập thiền quán thích. Mà ngay cả trong đạo mình thấy cũng vậy, có người đến chùa ở coi cái chùa là cái chỗ họp mặt, cái chùa là cái chỗ mà mình tới mình có thể gặp được nhiều người vui vẻ trở về thôi. Rồi có người đến chùa đó để là họ cầu cái công đức bằng cách là họ phục vụ, thích làm chuyện dưới bếp, quét dọn ngoài sân, chứ họ không có, họ kêu họ nghe pháp, kêu họ xem kinh là họ chịu không nổi. Họ không có thích nhiều chuyện, họ thích lầm lầm lũi lũi âm thầm làm việc mình vậy đó, nhưng mà thích phục vụ. Có người đến chùa là để mà nghiên cứu kinh điển, có người thì kiếm cái góc nào đó ngồi xếp bằng nhắm mắt, có người thì lên chính điện đốt nhang rồi cứ cầu khẩn suốt mùa thu, suốt mùa thu rồi cứ ngồi cầu đầy khẩn cái kia. Thì mình thấy rõ ràng tất cả những cái hạng tôi vừa kể đều có hết. Tức là chỉ riêng cái chuyện đi chùa thôi đó, đi chùa thôi đó là mình thấy đủ hết rồi.
Có người thì thích vô chùa để nhiều chuyện, có người vô chùa để mà lo phục vụ, có người để mà khấn vái cầu nguyện, có người vô chùa thích bố thí thôi, cứ kể có cái gì là sắp vô chùa cũng cũng vừa thích bố thí. Rồi có người thì coi như vô chùa chỉ để mà lấy cái cớ để mà tìm hiểu kinh sách, ở nhà cũng được mà không phải vô chùa để tìm hiểu rồi đi học hỏi thêm ở tăng ni. Rồi có người ở nhà cũng hành thiện được vậy, nhưng mà mấy cái chứng gì cứ kiếm vô chùa á, kiếm cái gốc trắng rắn ngồi để mà là ké cái không khí đạo tràng cho nó mới yên tâm, nó lạ vậy đó. Cho nên mỗi người đó đi đến chùa đó nha là đã có tới 100 lý do rồi, chứ đừng có nói gì cái chuyện khác trong đời sống rồi nó trùng trùng điệp điệp. Thì cái na na thì mút cái cần cha na tí để nghĩa là người nhìn rõ cái cơ tánh cái chúng sinh, cái khuynh hướng tâm lý cái chúng sinh. Rồi cái tiếp theo gọi là cái in ri vô pa ri giác. Cái tiếp theo gọi là in ri vô pa ri giác nhà nè Palat là biết rõ cái khả năng giác ngộ của từng người có hay không, nhiều hay ít, và có như thế nào. Cái biết rõ cái khuynh hướng là chung chung, còn cái này nói riêng về cái chuyện tu hành, biết rõ là cái người này là cái gì, thiện pháp nào mạnh, biết rõ cái thiện pháp của người này cái nào mạnh, họ hợp với cái gì để nói cho họ nghe. Thì bữa hổm tôi đã có nói với các vị rồi, vị Tinh Văn ấy, mà giỏi như ngài Sa Lợi Phất biết rất là nhiều thứ về người khác, nhưng mà về cái khả năng này nè thì không bằng vị Chánh Đẳng Giác. Có nghĩa là ngài nhìn một ngày sau là phát ngài nhìn một người, ngài có thể biết rõ trong rất là nhiều kiếp người này thích cái gì, ghét cái gì, người này đã từng gặp chư Phật quá khứ, từng học đạo lung tung hết, biết ngài biết hết. Nhưng mà bây giờ lựa cái nào mà để thích hợp với người này đó, thì cái này thì ngài không thể nào bằng được Phật được. Bởi vì thí dụ như ngài sau là phát ngài nhìn, ngài thấy người này liên tục trong 300 kiếp đã học đạo, trong 300 kiếp đã học đạo, nhưng có một kiếp thì do ở gần ông thầy giỏi A Tỳ Đàm cho nên người này rất là giỏi về A Tỳ Đàm. Rồi có một kiếp thì người này đi theo ông thầy giỏi về thiền quán Vipassana cho nên người này chuyên tâm Vipassana. Có một kiếp thì người này chuyên tâm về thiền chỉ Samatha. Có một kiếp thì người này nó là thích tụ đà ở trong rừng ấy, ăn uống sống khổ cực trong rừng ấy. Rồi có một kiếp thì vị này nó là thích là vị này là thích thuyết giảng, thích tiếp xúc với quần chúng, thích hoạt động xã hội, vân vân. Thì ngài sẽ bắt ngài thấy ngài ngó hoặc là ngài chóng mặt lên thì ngài thấy có tất cả là 300 kiếp liên tục, thí dụ như vậy mà người đã thích, đúng là mình là sống trong thiện pháp đúng, nhưng mà họ người đã thích đủ thứ hết, cái gì cũng thích, cái gì người này cũng có hết. Thì bây giờ nói cái gì đây, nói cái gì hợp với người này đây. Cái gì thì cái đánh giá đó, thì ngài nhìn biết rõ, ngài biết người này có một đống cái thói quen, một núi cái thói quen, một núi cái sở thích, và ngài biết rõ là trong một núi đó, cái nào là cái thật sự là bản chất rốt ráo của con người này để mà ngài thuyết giảng. Thì cái này gọi là na na, cái này gọi là intuitive priyanya, nó gọi là như vậy đó. Biết rõ cái căn tánh, biết rõ cái trình độ, biết rõ cái trình độ thiện pháp của người này để mà mình biết đường mình nói. Rồi cái tiếp theo nó gọi là cha na vi mốt kha, cha na vi mốt kha samma thi samma patti nang sang ki li sa udana biết rõ tất cả vấn đề liên quan đến thiền định. Đó, các vị còn nhớ bốn cái pháp bất khả tư nghị không?
tư nhị, tức là không thể nghĩ bàn. Đó, trong bốn cái điều đó là Đức Phật ngày giải, trong bốn cái điều trên đời này có bốn cái điều mà cái trí tuệ của người bình thường không có khả năng mà suy nghĩ tới nơi tới chốn, mà thậm chí có thể khiến mình điên loạn nữa. Cái thứ nhất tức là cái thế gian bất khả tư nghị. Rồi cái thứ hai đó, nó là nghiệp báo bất khả tư nghị. Cái thứ ba đó là cái thiền định bất khả tư nghị. Và cái thứ tư đó là cái Phật trí bất khả tư nghị. Cái thế gian bất khả tư nghị là sao? Tức có nghĩa là bên ngoài cái vũ trụ này nè, nó còn có cái vũ trụ khác hay không? Rồi cái sinh hoạt ở đó ra làm sao? Mình ở đây thì mình sống, mình phải nhờ đến cái oxygen, có cái bầu dưỡng khí để mình thở. Nhưng mà biết đâu là có những cảnh giới người ta không có cần cái đó và vẫn sống được. Mình đây mình phải ăn uống bằng ngũ cốc, gạo nếp, rồi lúa mạch, rồi các loại hạt, rồi trái cây, rồi thịt cá. Nhưng biết đâu có những cái cảnh giới người ta, như cơ thể người ta bằng kim loại, và người ta chỉ uống xăng, thậm chí là uống axit người ta sống. Ví dụ như vậy, làm sao? Ví dụ như vậy. Rồi tại sao mà con cò nó trắng, con quạ nó đen? Rồi tại sao mà cái cây cối tự nhiên nó mọc ra là nó có cái hình tròn, mà tại sao nó không có cái hình đa giác, lục giác, tam giác? Ai gọt sẵn như vậy? Tại sao lá là thường là màu xanh? Rồi tại sao mà cùng một miếng đất như vậy mà cái cây này lên cái trái nó đắng, mà cái trái kia nó chua, rồi cái trái nọ nó ngọt? Rồi cùng miếng đất vậy mà tại sao cái lá này là lá răng cưa, lá kia thì nó không có răng cưa, lá này nó có lông, lá kia không lông, lá này có phấn, lá kia không có phấn? Cái lá bàn nó lớn mà sao lá me nó nhỏ? Rồi những cái bí mật về đại dương, những bí mật về động vật, về thực vật, về khoáng chất, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái chuyện này đó là mình nghĩ là mình chỉ nói mình điên thôi. Ai là người đã tạo dựng ra những cái đó? Cái vị đi du lịch, cái vị vô viện bảo tàng, cái vị có thấy nhiều cái chuyện trong vũ trụ trời đất nó lạ lắm. Nói mà mình thấy cái tinh thể của vật chất, cái tinh thể của kim loại, tinh thể của thủy tinh, cái tinh thể của tuyết, là mình thấy nó lạ rồi. Nó rất là, mọi thứ nó rất là trật tự và nó bài bản ghê gớm lắm. Thì ai là người đã an bài, đã sắp đặt, đã bố trí, đã bố cục những cái thứ đó? Mà cái ngồi mình nghĩ cái chuyện đó là mình đủ khùng mình rồi nha. Cho nên đó là thế gian bất khả tư nghị. Cái chuyện đời là mình không có khả năng nghĩ tới cái đó. Thứ hai là nghiệp báo bất khả tư nghị. Đến cái trí tuệ như Ngài Sẽ Lợi Phất thì Ngài cũng chỉ biết một giới hạn nào đó. Ví dụ Ngài biết rằng là siêng học hỏi thì có trí tuệ, thích bố thí thì sẽ giàu có, giữ giới thì sẽ có tuổi thọ, sẽ có nhan sắc, sẽ có uy tín. Sống từ tâm thì đời sau sinh ra có cái mặt đẹp, dễ thương, ví dụ như vậy. Thì Ngài chỉ biết một cách đại khái như vậy, chứ còn cái chi tiết thì giữa hai người bố thí nó có cái sự khác biệt nhau như thế nào thì Ngài, cái đề điểm này Ngài không bằng vị chánh đẳng giác được. Cùng làm một cái việc thiện như nhau, nhưng mà cái tâm trạng của hai người nó không giống nhau, nó sẽ dẫn đến cái quả báo khác nhau. Và có những trường hợp lúc mà tạo nghiệp thì nhìn nó hoành tráng, nó ghê gớm như vậy, nhưng mà cái quả trổ nó rất là hạn chế. Còn có những người họ làm cái việc thiện, việc ác, nhìn nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nhưng mà cái quả trổ rất lớn, rất là dễ sợ, rất là đáng nể. Thì cái tình trạng tâm lý của chúng sinh mà lúc tạo nghiệp về cái điểm này, chỉ có việc chánh đẳng giác mới biết tới nơi tới chốn, là nghiệp báo bất khả tư nghị là như vậy. Ví dụ như mình thấy cái chuyện mà Bồ Tát chánh đẳng giác Bồ Tát Thích Ca chỉ việc nằm trải mình xuống dưới sình để cho Phật nhiên đăng đi lên, mà trong kinh gọi đó là sự cúng dường thân mạng, cúng dường cái thân xác và sinh mạng cho chư Phật. Mà mình nhìn mình thấy hành động rất là bình thường, mà mình biết rõ rằng nếu mình nói kiểu như người Việt Nam mình nói Bồ Tát khôn thế mồ, Bồ Tát biết là chư Phật, chư Thánh Tăng làm gì mà dẫm cho mình chết, cho nên nằm như vậy đó là coi như là chắc ăn làm gì chết, cho nên kêu tôi nằm tôi cũng nằm nữa. Có một Phật tử thừa sĩ nói tôi như vậy đó, mà nói là con gặp Đức Phật mà con nằm cho Ngài dẫm lên con cũng nằm nữa, bởi vì làm gì có chuyện mà Ngài dẫm cho mình chết. Họ nghĩ như vậy đó, nhưng mà thật ra trong nghiệp báo nó phải như vậy. Khi mà cái quan trọng là cái tâm của người ta, lúc người ta trải mình xuống để cho Đức Phật dẫm lên ấy,
là lúc mà ta chỉ nghĩ một điều đơn giản là cái chết có xảy đến cũng no problem. Đó, cái vụ này là mình không biết vụ đó. Cho nên có những cái nghiệp mà mình thấy nó đơn giản nhưng mà nó không phải như vậy. Thì cái biết đó gọi là bất khả, cái vấn đề nghiệp báo được gọi là bất khả tư nghi là chỗ đó. Tức là hai người tạo cùng một nghiệp, chụp hình quay phim ngó giống nhau y chang, nhưng cái quả nó cho không có giống nhau. Ở mỗi người một cách, mỗi người một kiểu. Rồi cái đạo thứ ba là thần thông bất khả tư nghi, có nghĩa rằng là cái khả năng tâm lực, cái khả năng thiền định của một người có thần thông ấy, họ tới làm ra những cái điều mà mình không có tưởng tượng được. Thí dụ như mình có học chút ít về khoa học, mình thấy để tạo ra một cái vật nào đó bằng kim loại thì mình phải có kim loại trong tay. Mình muốn tạo ra lửa thì mình phải có tất cả những cái dụng cụ, những điều kiện để tạo ra lửa trong tay. Chứ còn không thể nào tay không mà mình có thể tạo ra một cái vật bằng sắt, bằng đồng được hết. Vậy mà thần thông mà có thể làm được chuyện đó. Chẳng hạn như trong kinh nói, dĩ nhiên cái này tôi giảng kinh thì tôi nói theo kinh thôi nha. Thì còn trong đêm này đủ thành phần, tôi biết hôm nay có vô thần, có Hồi giáo, có Thiên Chúa, có Đạo Hồi không tôi không biết, tôi chỉ nói theo kinh thôi. Thì trong kinh nói rằng đó là với một cái người đã từng cúng dường y giáo cho Chư Tăng ấy, thì đời sau khi mà gặp vị chánh đẳng giác xuất mình, mà mình được xuất gia trước mặt ngài đó, thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ngài đưa cái bàn tay ra, ngài nói y phí cú, tới đây đi, này ông tỳ kheo kia, tới đây. Vừa nói xong thì lập tức y áo có đủ trên người của đương sĩ, ở đó đâu nó ra. Rồi trong kinh nói là khi mà ngài Mahakassapa là ngài Đại Ca Diếp, mà ngài tôn trí cái xá lợi của Thế Tôn vào trong bảo tháp, ngài biết rõ là 218 năm sau sẽ có một ông vua tên là A Dục, từ một cái vị bạo chúa ông sẽ là hồi đầu thị nghẹn, quay về với Phật và ông sẽ trở thành một vị đại hộ pháp chấn chỉnh Phật giáo trên toàn cõi Ấn Độ. Ông sẽ đến ông mở cửa tháp này ra, và chuyện gì sẽ xảy ra, ngài biết. Cho nên khi mà ngài tôn trí xá lợi của Thế Tôn vào trong lòng bảo tháp của vua A Dự, vua A Xà Thế đó, thì ngài có chú nguyện thế này: xin cho cái ngọn đèn này nè hãy cháy liên tục cho đến khi vua A Dục mở cửa tháp, và những cái vòng hoa mà cúng dường cho cái vòng xá lợi hôm nay cũng hãy tươi và thơm như vậy cho đến 218 năm sau khi mà vua Dục mở ra, thì cái vòng hoa này vẫn tươi, vẫn thơm như là mới vừa đặt vào như vậy. Ngài chú nguyện xong thì niêm tháp, siêu cái tháp lại, là vĩnh viễn không ai cãi gỡ gì hết. Thì 218 năm sau là cái tháp nó cũ, bị mục nát, hư sụp, nhưng mà cái lòng tháp còn nguyên vẹn đó. Thì vua Dục nó được hướng dẫn đến đó, vua muốn làm xây lại tháp mới thì phải mở tháp cũ ra chứ. Thì trước sự chứng kiến của vua, khi mà gặp đá được tháo gỡ ra thì trời ơi, cái ngọn đèn vẫn cháy như là cái thuở ban đầu. Đấy. Và có ai ngờ được là những cái vòng hoa cúng dường trong đó vẫn tỏa hương thơm ngát và vẫn tươi rối như mới vừa đặt vào cách đó 2 giây đồng hồ, tức là 3 nốt nhạc. Thì cái chuyện này thì bà con có quyền không tin, nhưng mà tôi tin. Tôi tin là vì một lý do rất là quê mùa và dốt nát. Đó là tôi thấy người ta biểu diễn võ thuật ấy, rồi người ta biểu diễn xiếc ấy, tôi thấy cũng có thân xác con người mình thôi, nhưng mà nó trải qua những cái luyện tập nhất định nào đó thì người ta làm được những cái chuyện mà người bình thường không có làm được. Tôi ví dụ như cái việc tưởng tượng cái bao xi măng mà 50 kg á, mình khiêng cả hai tay mình, rồi hai cái chân mình phải chịu, mình gồng được cả cái xương sống của mình, coi như mình tham dự toàn bộ cái thân xác của mình nhấc cái bao xi măng lên đâu phải dễ. Vậy mà có kẻ hít đất, hít bằng hai ngón trỏ thôi, cái gì biết không? Và cách đây không lâu tôi còn xem được một cái clip là có một vị đó trồng chuối, mà trồng chuối bằng một cái bàn tay, không tựa vào tường nha. Trước hết là người ta trồng chuối bằng hai bàn tay, sau đó họ mới còn lại một bàn tay, và sau đó là bằng ngón cái, và cuối cùng họ hất cái người lên, toàn thân họ chỉ chịu
được chịu trên cái nền nhà bằng một ngón trỏ. Mà bảo đảm cho các vị rằng cái ngón trỏ này nếu mà đem chụp X-ray đó, chụp quang tuyến X đó, thì nó cũng chỉ là xương với gân thôi, chứ nó đâu có thép, nó đâu có titanium bên trong đó đâu. Và ngay cả Liên Xô cái thời mà chiến tranh lạnh ấy, họ cũng bằng cách nào đó mà họ cho ghi hình về cái nhân vật huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, và họ có hẳn một cái bộ phim tài liệu về cái nhân vật này với những cái lời mà nhận xét rất là có cánh. Họ nói rằng cái con người này đó chỉ với chiều cao 1m60 mà gân xương chắc chắn phải được cấu tạo đặc biệt không giống ai thì mới có một cái năng lực đặc biệt như vậy. Thì tôi nói đi nói lại, tôi muốn nói rằng chỉ riêng cái thân xác vật lý này của mình mà trong một cái sự trao dồi huấn luyện đặc biệt nào đó thì nó có thể làm ra những điều mình không có tưởng tượng được. Chẳng hạn như cái chuyện mà lấy đầu mà hút vào trong tường, lấy cái đầu mà đập bể gạch, thì những cái chuyện này nếu mà các vị vào YouTube thì phải đánh hẳn một cái, đánh một cái keyword đó là Shaolin nhé, Shaolin Thiếu Lâm ấy, thì các vị sẽ coi được nhiều cái khủng khiếp lắm, mà chỉ là thân xác con người thôi, thì nói gì là cái tâm. Tôi nhớ có lúc tôi ngồi ở ngoài nắng cả giờ ngồi mà tôi không có hay, mà có khi tôi chỉ chờ xe bus có 5 phút mà tôi thấy nó quá lâu. Là vì sao? Là vì chỉ cần mình ngồi trong nắng mà có chuyện để làm, có cái chuyện gì đó nó cuốn hút nội tâm của mình hả? Thì một giờ 60 phút nó trôi qua mình không có biết. Mà trong khi đó chỉ cần mà mình là không có chuyện gì để làm thì 7 phút, 5 phút mà trễ xe bus, trễ tàu thôi, trễ xe lửa đó là mình đã chịu không nổi. Tại sao tôi nói chuyện đó? Tôi muốn nói là cái tâm của mình nó lạ lùng lắm nha. Nó lạ lùng lắm. Tại sao có lúc 5 phút chịu không được mà có lúc 1 tiếng đồng hồ nó trôi qua mình không hay? Thì cái người tu tập thiền định cũng giống như vậy. Họ sử dụng cái sức mạnh, họ khai thác cái sức mạnh của nội tâm, họ làm được những cái chuyện mà cái người bình thường á, người bình thường á không có làm được. Cho nên trong kinh nó thần thông bất khả tư nghị là chỗ đó. Đấy. Rồi cái cuối cùng là Phật trí bất khả tư nghị làm sao? Tức là Phật hiểu hết những, Phật hiểu hết ba cái bất khả tư nghị ở trên, cho nên Phật trí được gọi là Phật hiểu rõ ba điều bất khả tư nghị trên đây, nên trí ngài cũng được gọi là bất khả tư nghị. Tức là ba cái điều trên là ngoài vị trí đẳng giác là không ai hiểu tới nơi tới chốn, mà ngài lại hiểu được, cho nên cái trí của ngài cũng được gọi là bất khả tư nghị. Thì ở đây nè, ở đây đó là đang nói về cái mười lực của Đức Phật, ở trong đó có một điều đó gọi là, mới giờ ghi đây mất tiêu rồi, gọi là cha na quy mốc khắc samma thế samma bát ti năng sanh ki li sa vô đà na quy thà năng. Cái cha na quy mốc khắc, quy mốc khắc là giải thoát, nhưng mà ra đây, đây cái chữ giải thoát đây không có nghĩa là thánh trí, mà cái chữ giải thoát đây có nghĩa là sự lìa xa năm phiền cái, lìa xa dục giới nha. Thì cha na quy mốc khắc samma thế samma bát ti năng là gom chung bốn chữ này, gom chung chỉ cho bốn chữ này gọi, sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, bốn chữ này gọi chung cho thiền định và thần thông đó. Thì ngài biết rõ là muốn đắc cái thiền đó đó mình phải làm sao. Bởi vì khoan, còn mấy chữ sau nữa, sân ki lê sa, sân ki lê sa đó là phiền, phiền não. Cái vô đa ná là cái sự thanh tịnh. Rồi cái chữ gì nữa, chữ út tha ná là cái sự
Có nghĩa là Ngài biết rõ cái cách chứng thiền. Ngài biết rõ bốn điều về thiền và thông. Cách chứng thiền, rồi nhập định, xuất định và biết rõ cái gì là trở ngại cho thiền định thành công. Biết rốt ráo không chỗ nào không biết. Đó. Tức là Ngài biết được bốn cái vấn đề liên quan, biết cả bốn cái vấn đề đó, là biết rõ cái cách nào để chứng thiền, rồi cái nhập thiền, rồi cái xuất thiền cũng như thế nào. Ngài biết rõ cái gì, thiền nào có thể nhập bằng cái điều kiện gì. Chẳng hạn như muốn đắc sơ thiền là bản thân anh phải nhàm chán những năm dục để anh mới lìa bỏ được năm triền, rồi lìa bỏ năm triền thì anh mới chứng sơ thiền, thành đủ được thành tựu đầy đủ năm chi thiền, là tầm tứ hỷ lạc định. Ngài biết rõ chuyện đó, và Ngài biết rõ đó là cái thiền này là nếu mà một người chứng thiền mà không có bị mất, cứ tiếp tục trao dồi giữ nó hoài, thì khi họ muốn thì họ có thể an trú vào trong đó, họ có thể an trú một ngày hai ngày sống ở tâm thiền đó thôi. Và nếu đến lúc chết không mất cái thiền này thì họ có thể sinh về cõi phạm thiên, sống được bao lâu, sơ thiền thì sống được 1/3 đại kiếp. Ngài biết rõ như vậy, và Ngài biết rõ rằng là với một cái người chứng thiền như vậy, cái gì nó là trở ngại. Chẳng hạn như Ngài nói rằng cái sơ thiền cái điều đại kỵ nó là tiếng động, là cái sự ồn ào, bởi vì cái tâm của người sơ thiền nó chưa có vững, nó chưa có cứng. Cho nên cái trở ngại lớn nhất cho cái người mà chứng sơ thiền đó là tránh ở cái chỗ ồn ào. Những cái chuyện đó là Ngài biết rất là rõ. Rồi thí dụ như mà một cái người mà đắc được cái thiền, đắc được cái ngũ thiền, mà nếu muốn, phải thêm chữ nếu muốn nha, nếu mà người đó thấy nhàm chán tâm thức, thì người đó với cái trình độ, với cái sức mạnh của ngũ thiền, vì đó có thể nguyện sanh về cái cõi không có tâm, đó là cõi vô tưởng, thì đến lúc lâm chung, đến lúc chết, đến lúc mà tắt hơi, chỉ cần năm thiền không mất, mà cái nguyện đó cũng không đổi, thì vị này sẽ lập tức sanh về cái cõi vô tưởng, chết ở cái cõi người, trong cái tư thế nào thì sanh về cái cõi đó, cũng trong cái tư thế đó. Trên trong kinh đó, trong cái cõi vô tưởng, nó giống như cái viện bảo tàng vậy đó, có những cái tượng đi đứng nằm ngồi, rồi ngồi kiểu nào, rồi nằm kiểu nào, rồi đi kiểu nào, đứng kiểu nào, đó, đa dạng đủ hình thức hết. Trên cõi tư tưởng là tất cả những cái tượng nó đều bằng vàng hết. Cho nên tôi đọc đó, tôi nói trời ơi, cái này mà Trung Quốc mà nó lên trên đỉnh, nó gặp cái đống tượng này nó hốt về đã luôn á. À, là Ngài biết rõ chuyện đó, là Ngài biết rõ là có những chúng sinh mà họ đắc ngũ thiền sắc giới rồi, họ nhàm chán cái sắc pháp, họ mới tu tập các đề mục hư công vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng, sanh về bốn cái cõi vô sắc. Mà để hiểu bốn cái này thì làm ơn xem lại trong hai cái quyển là A Di Đà của chúng tôi. Dĩ nhiên nó còn nhiều tài liệu khác, nhưng mà đây tôi không biết là những tài liệu khác họ nói như thế nào, nói nhiều hay là ít, cho nên được tôi giới thiệu cái gì mà tôi thấy chắc ăn thôi. Để làm ơn xem nó giùm. Rồi Ngài biết, nói chung là Ngài biết rõ bốn cái điều về thần thông và thiền định, đó là cái cách nào để chứng thiền nè, tất cả những cái vấn đề liên quan đến chuyện chứng thiền nè, nhập thiền nè, xuất thiền nè, rồi thì là cái gì là trở ngại cho thiền, Ngài biết rõ, và cách giải quyết những trở ngại đó ra sao, Ngài biết rõ. Tiếp theo đó là cái gì ta, bao nhiêu cái rồi thưa quý vị, bao nhiêu cái bị đếm mình thôi, bao nhiêu cái quý vị đếm được bao nhiêu cái rồi. Số alo, bà con còn nghe không? Rồi xong luôn. Số 7 rồi, 3 cái còn lại đó, 3 lực còn lại đó chính là tam minh, túc mạng minh, là nhớ lại quả luân hồi, nhớ lại Ngài và người khác.
đã từng sinh ra ở đâu, sống thế nào, hình dáng, rồi cái tuổi thọ, rồi cái buồn vui ra sao, đó là túc mạng minh, nhớ lại cái quả luân hồi, rồi cái sanh tử minh á là nhớ lại nhân luân hồi, là do cái nghiệp nào ngài và chúng sinh khác đã có đời sống như vậy, như vậy đó. Chứ không biết cái ghi có hiểu không ta, không biết có hiểu không? Túc mạng minh là nhớ lại cái quả luân hồi, có nghĩa là nhớ lại là mình đã sinh ra ở đâu, rồi mình sống thế nào, hình dáng tuổi thọ buồn vui ra sao. Còn cái sanh tử minh là nhớ lại cái nhân luân hồi. Ví dụ như cái túc mạng minh thì mình nhớ là cách đây 80 kiếp nữa mình là ông vua, mình là hoàng hậu. Nhưng mà cái sanh tử minh á thì nó lại biết luôn á là vì đâu mà mình được sinh làm hoàng hậu, vì đâu mình được làm ông vua. Rồi mình biết rõ hả, làm ác á thì nó bị khổ, làm thiện thì mình được vui, cái đó là gọi là sanh tử minh nha. Rồi cái minh cuối cùng á, minh cuối cùng á là lậu tận minh. Biết rõ cái gì cũng do duyên mà có, và có rồi đều phải vô thường. Biết bằng thánh trí của bản thân không phải thứ kiến thức học hỏi hay nghe lại từ ai khác. Đó, cái vụ này mới mệt nè. Cái vụ này mới mệt nè. Không đánh cái nào ta? Tại sao ông này? Cái nào mà ai mà biết được thì đánh, chứ bây giờ thầy khổ quá. Bây giờ quý vị đòi quá, chứ tôi tặng cho người mỗi người một cái bình sữa luôn á. Thì đại khái như vậy. Có nghĩa là cái thứ ba là cái lậu tận minh, là cái khả năng biết rõ là vạn pháp do duyên mà có, đã có rồi thì phải vô thường. Thì từ hai cái biết này nè, từ hai cái biết này nè, dẫn đến cái sự chấm dứt phiền não, không còn gì để thích thú hay bất mãn ghét sợ. Đó, khi mà hiểu được hai cái đó, mà hiểu cách rốt ráo đó, phải thêm chữ rốt ráo nha, hiểu mà bằng thánh trí chứ phải hiểu bằng cái sự mà vay mượn từ người khác nha. Hiểu một cách rốt ráo, giống như ngày hôm qua tôi ví dụ thôi, nhưng mà hy vọng các vị hiểu. Có nghĩa là tôi nghe nói ai đó nói xấu tôi rất là giận, giận ghê lắm. Rồi quý vị mới bắt đầu đem cả họ hàng, hang hóc, bè bạn, người thân, chòm xóm của tôi tới để mà khuyên can giải thích đủ điều cho tôi nghe. Tôi nói thật thì tôi cũng hơi vơi vơi giảm giảm, nhưng mà thật ra đó, nó không có thể nào mà nó dứt điểm được cái vấn đề. Cho bằng quý vị cho tôi xem lại cái clip video trong cái cuộc nói chuyện của cái người mà nói xấu tôi đó, ngay cái chỗ mà người ta nói là ông chửi tôi đó, thấy không? Rồi tôi có mời tôi với cái kiến thức về computer của tôi, kiến thức về ba cái vụ ghi âm ghi hình á, tôi coi kỹ, tôi coi cái đó có bị cắt xén, có bị thay đổi, có bị sửa chữa vậy không. Thì chính mắt chính tay tôi xem lại cái đoạn clip đó này, tôi biết rõ là cái đây là một sự hiểu lầm. Đó là cái ông này ông nói đúng rồi, ông nói ngay chỗ đó đúng rồi đó. Rồi cái câu đó, cái chữ đó của ông dùng đã khiến cho người ta hiểu lầm là ông chửi tôi. Thì chỉ có cách này là tôi mới hấp dẫn thôi.
Chứ còn quý vị đem 7 tỷ người trên hành tinh này tới để mà giải thích thì tôi nói thiệt, tôi cũng không thể nào mà tôi hấp dẫn. Các vị phải biết cái gì đó là sự thật nha. Không thể nào, bởi vì rõ ràng là có người nói với tôi là ông nói chữ tôi nặng lắm nha, nói nặng lắm. Mà bây giờ 7 tỷ người mà cứ bao quanh tôi nói không có bảo đảm là sự không có. Không có chửi bữa tôi đứng ở đó, tôi nói thật. Thì tôi cũng nể, tôi nể ai đó, tôi nể mẹ tôi, sư cậu tôi nể sư phụ, thầy tổ, hòa thượng gì của tôi. Tôi nể thì nể vậy thôi, chứ còn bây giờ mà kêu mà tôi tin lời mấy gì đó để mà không dẫn người nọ thì khó lắm. Tại vì tôi nghĩ đi đâu mấy người này họ vì cái hảo tâm, vì cái thiện chí mà người ta muốn dàn xếp một cái sự mâu thuẫn rắc rối thôi. Đấy. Nhưng mà cuối cùng chỉ có một cách một thôi. Chỉ một cách một đó là một thằng bé 4 tuổi cũng được. Nó lại nó kiều kiều tôi, nó đưa cái clip. Nó đưa tôi một cái USB hay là một cái đĩa hay là một cái gì đó không cần biết. Nó là một cái hard drive, nó nói nè nè nè. Sư mở cái này ra sư coi đi. Tự sư coi đi, tự tự nó hết giận. Dạ, yeah. Thì cái thánh trí nó y chang như vậy. Có nghĩa là bây giờ mình có học thuộc lòng tâm tạng 350.000 đại kiếp đi nữa, thì cái phiền não nó không cách chi mà nó hết. Mà nó chỉ hết bằng một cách duy nhất là chính mình thấy rõ là vạn pháp do duyên. Đấy. Và cái vạn pháp do duyên mà có, đã có rồi thì phải mắc. Mà cái thấy nay nè, phải do chính mình nha. Chứ không thể do ông bà nào đem lại cho mình hết. Dầu đó là vị chánh đẳng chánh giác đi nữa thì ngài cũng không thể nào mà ngài giác ngộ dùm cho mình hết trơn. Cho nên tên anh tụi Ả Rập đó có câu hay lắm: thầy chỉ là người mở cửa, trò phải bước vào bằng hai chân của mình. Cái câu đó rất là hay. Đức Phật chỉ là người mở cửa thôi, ngài chỉ là người chỉ đường thôi nha. Còn cái chuyện mà mình bước vào cái căn nhà giác ngộ là phải làm mình. Tôi nói rồi 100.000 lần về cái ly cà phê mà nếu bà con chưa từng chạm môi vào, thì bây giờ bà con có đọc 350.000 tấn sách nha, đọc 350.000 tấn sách mà nói về cái hương vị cà phê thì cũng không thể nào bằng một cái người mà họ chỉ là lấy cái muỗng họ múc một miếng họ để vào môi của họ. Thì cái người này, cái hiểu biết của họ về cái hương vị cà phê nó nhiều hơn các vị. Các vị đọc tất cả là 350.000 tấn sách mà về cái mùi vị cà phê cũng không thể nào bằng cái người mà họ lấy cái muỗng nhỏ xíu thôi, họ múc rồi rót vô trong môi của họ xong. Một bên là một cái muỗng cà phê, một bên là 350.000 tấn sách nói về hương vị cà phê, thì các vị thấy nó khác nhau rõ ràng lắm nha. Cho nên cái lậu tận minh là vậy đó. Có nghĩa là khi mình hiểu ra đó thì mình không còn thương thích hay là ghét sợ, không còn có cái đam mê hay là bất mãn nữa. Mà toàn bộ cái đời sống này nó chỉ là sự hiểu lầm. Người ta nói chúng tôi thương nhau, cưới nhau vì chúng tôi hiểu nhau. Đó là nói theo thế gian. Chúng ta gọi người nào đó là tri âm, là tri kỷ, đó là nói theo thế gian. Chứ thực ra đó, nói cho rốt ráo, chẳng có ma nào hiểu ma nào hết, chẳng có mèo nào hiểu miểu nào hết nha. Chúng ta vốn dĩ cô đơn từ vô lượng kiếp, chúng ta cô đơn và đi một mình trong cái hành trình vạn lý, từ cái thuở trong bụng mẹ, từ cái thuở nằm nôi cho đến ngày vào nằm trong cái áo quan, chỉ có một mình không hiểu mình hết. Mà mình cứ tưởng là mình, người này hiểu mình, người kia hiểu mình, cái thật ra không có, không ngay ngay cả mình mà còn chưa hiểu mình mà ai hiểu mình. Cho nên cái giác ngộ là gì? Giác ngộ nó chính là tự mình nhìn thấy mình. Mà toàn bộ cái đời sống này nó chỉ nằm trong hai thứ thôi: thích và ghét. Cho nên ở trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng ở đây thì tùy theo tinh cần tỉnh giác tu tập, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp, để diệt trừ tham ưu ở đời. Tham ưu ở đời ca di ca sya nu pa si a pa pi sam ma cha no sa ti ma na ya lo ki a phi cha do ma na sa đúng a phi cha do ma na sa là tham ưu toàn bộ đời sống này nó chỉ là tham và ưu. Tham là thích, tham là
này nọ, ưu là ghét sợ bất mãn này nọ hết. Cả một cái hành trình sống của mình vô lượng kiếp hay là trong trăm năm của kiếp người phù du này, nó chỉ có hai cái này, thưa quý vị, Aficha và Đô mà nó sẵn. Đấy, có nghĩa là thương thích này nọ hoặc là ghét sợ bất mãn này nọ. Quý vị làm ơn nhớ dùm tôi đi, từ lúc nằm nôi ở trong vòng tay mẹ thì mình chỉ có hai cái này. Mà mai này mình có làm một vị giáo sư đại học có 85 cái bằng tiến sĩ Âu Mỹ ấy. Rồi mình có là tỷ phú ấy, đô la ấy. Rồi mình có là thủ tướng giáo hoàng mà tới lúc mình 92 tuổi vô trong hòm mà nằm ấy. Thì cũng chỉ có hai cái này. Có nghĩa là chờ vừa nghe trong giấc ngủ là đã có dễ chịu và khó chịu, thích và không thích rồi à, mà ta mình cũng hay thôi. Rồi mình thức dậy đầu ngày là mình đã thấy là cái này khó chịu, cái này dễ chịu, cái này khó chịu, cái này dễ chịu, cái này khó chịu, cái này dễ chịu, cái này khó chịu, cái này dễ chịu. Mà suốt mùa thu như vậy, suốt cả cái mùa thu cuộc đời, cả mùa xuân cuộc đời và cả cái mùa đông dâu biển của cuộc đời, chỉ có hai thứ rồi thôi. Đấy, mà thấy rõ vạn pháp vô duyên mà có, và đã có rồi thì phải mất. Thì tự nhiên cái thương thích ghét sợ không còn nữa. Thì 10 cái này được gọi là 10 lực của Như Lai. Mà nãy tôi có nói 10 cái này ở Tinh Văn cũng có, mà tại sao mà không kể là 10 lực mà chỉ có vị chánh đẳng giác lại kể? Bởi vì thấy rõ ràng là chỉ riêng ba cái cuối này nè, gọi là Tam Minh Tinh Văn cũng có vậy. Nhưng mà Túc Mạng Minh và Sinh Tử Minh của Tinh Văn hay độc giác bị giới hạn về thời gian đó, tức là nhớ đâu có thể bằng với đánh giá đó, về nội dung của Lậu Tận Minh thì La Hán nào cũng giống nhau ở điểm điểm nào? Đoạn trừ, đoạn trừ phiền não và thấy rõ niết bàn nhưng khả năng trình bày cho các căn tính chúng sinh thì chỉ có Phật toàn giác mới viên mãn đó. Tức là mấy vị Tinh Văn ấy, đúng là phải tự mình đắc, đúng là tự mình đắc chứ không thể nào mà có ai đắc giùm. Nhưng mà ít ra đó, Tinh Văn còn phải cần đến cái sự gợi ý, còn cần đến cái sự gợi ý của Phật toàn giác. Còn độc giác đúng là không có cần thầy, nhưng mà sau khi chứng ngộ xong á, thì cái này kinh nói chứ không phải tôi nói nha, tôi nói rõ là kinh nói nha. Kinh nói chú giải kinh Bát Tí Xâm Xâm chị ta Xâm Thị Đa Mắt Gá nói độc giác chứng đạo rồi không dạy được ai như người câm nằm chim bao đó. Kinh nói như vậy chứ tôi không có dám nói nha, cái này kinh nói nha, nó rõ là kinh nói nha, có bằng chứng này bằng nghe. Nếu bà con không có tin thì tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thái, tiếng Bali gì đó vô đó mà đọc nha. Thì đó nói đó là Phật độc giác giống như cái người câm mà nằm chim bao vậy đó. Có nghĩa là nếu mình còn thích mà mình thấy cái gì ngộ ngộ, mình còn nắm tay áo người khác, mình kéo tới mình chỉ à, hoặc là mình ra dấu u u ơ ơ, ví dụ như vậy. Nhưng mà mình nằm chim bao mà thì coi như chịu thua thôi đó. Mình nằm chim bao mình thấy cái gì thì mình chịu thua thôi đó. Ở đây là nên nhớ
làm ơn cái ví dụ là mình phải hiểu cho đúng nha, chứ đừng có tưởng tượng là những cái điều mà Phật độc giác thấy chỉ là cái điều chim bao là có đúng, không có phải nha, không phải. Đừng có hiểu vậy là phạm thượng, mà đã vậy hiểu vậy là sai bét. Người ta chỉ ví dụ cái chuyện tại sao người ta đem chữ chim bao ra. Bây chim bao là cái mà người câm á, cái người mà nằm mộng á, không có thể níu áo ai để mà chỉ. Người ta muốn nắm cái ý đó thôi, muốn nhắm cái ý đó thôi, chứ đừng có nghĩ lầm là cái sự giác ngộ của Phật độc giác là chỉ là cái thấy trong giấc mơ thì không có được. Cũng giống như ngày hôm qua tôi có nói rằng là trong kinh Từ Bi đó, Đức Phật dùng hình ảnh của người mẹ để mà ngày chỉ ngày diễn tả cái từ tâm của một người tu hành đấy đối với chúng sinh. Thì ở đây đó, cái hình ảnh người mẹ ở đây mình không có nên lưu ý đến cái cảnh giới tính thôi, để cho mẹ đó mới thương con vô điều kiện thôi. Có nghĩa là con mà nó có tật nguyền, nó có xấu xí, nó có hư đốn, nó có dễ ghét cỡ nào thì mẹ vẫn thương. Con có làm sao cũng thương, cái thương vô điều kiện. Thì ta chỉ nói cái cạnh vô điều kiện đó, chứ tự nhiên mình móc cái cạnh mà giới tính vô điểm trái quát rồi nha. Thì ở đây cũng vậy, người ta dùng cái hình ảnh là người câm làm chim bao. Ở đây mình phải hiểu ngầm cái chim bao đây, cũng như là cái giác ngộ của Ngài đó, không có phải là cái thứ mà mộng mị, không phải. Mà người ta muốn nói là cái chuyện trừu tượng, nói không có được. Phải nhớ cái đó. Cho nên 10 cái khả năng này ở vị chánh đẳng giác được xem là mười cá năng này được xem là 10 cái sức mạnh của Ngài. Và Ngài nói rõ rằng là Ngài có mặt ở bao nhiêu cái hội chúng Sa Môn, Bà La Môn, Ma Vương, Phạm Thiên, thì Ngài cũng không có cảm thấy sợ hãi. Là bởi vì thứ nhất vì A-la-hán làm gì còn sợ. Nhưng cái điều quan trọng nhất là Ngài có 10 cái khả năng này nè. Thì tất cả Ngài nhìn mọi người nó đơn giản, nó không có cái gì mà khuất lấp để mà Ngài thấy e dè hết rồi. Không có ai cũng phải thua Ngài hết á. Cho nên 10 lực là cái đó. Rồi cái tiếp theo đó là 4 cái vô sở quý. 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 Bà con vào ở trong cái kinh Trung Bộ giùm ha. Bài kinh Trung, trong chân bộ kinh đó, bà con vô giùm cái chỗ gọi là bài kinh số 12 nha. Bài kinh vô số 12. 4 cái pháp gọi là Visa. Rachat Tham á. Đó là vô sở úy của Đức. Đức gì? Đức Như Lai. Bốn cái pháp vô sở quý. Trung Bộ Kinh số 12. Rồi kinh vô kinh Sư Tử Thống nha. Tại vì quý vị coi kinh nhiều có cái lợi là, ví dụ như cái kinh này mà ta nói vắn tắt quá thì mình chạy qua kinh khác mình coi nha. Lấy kinh mà hiểu kinh nha. Chứ còn mà Đức Phật ngay lúc Ngài Niết Bàn, Ngài đã nói rồi là người thầy mà sau cùng tối hậu và rốt ráo nhất cũng chính là giáo pháp của Ngài. Ta để hiểu lời Ngài thì mình chỉ còn có cách là mình lấy lời dạy của Ngài để tìm hiểu lời dạy Ngài là cái hạng nhất. Bốn cái pháp vô sở quý. Cái thứ nhất là Ngài hoàn toàn tự tin về sự chứng ngộ của mình. Đó. Tức là ví dụ như bây giờ tôi muốn, khi mà tôi nhận tôi là người thợ hồ, người ta hỏi làm nghề gì tôi nói là thợ hồ, thì nói miệng nói cho tôi cũng ngại là lỡ người ta nhờ tôi làm những cái chuyện gì đó cũng liên hệ tới xi măng sắt thép đó, nhưng mà nó quá cái sức của tôi. Ví dụ như đó là chuyện thấp đó. Hoặc là mình nói là mình biết ngoại ngữ mà lỡ người ta hỏi mình, hoặc là ví dụ như là lỡ ví dụ người ta nghe nói mình có cái bằng tiến sĩ, lỡ người ta nhờ mình giải bài toán nào đó thì của lớp 12, nếu mình đầu dỏm thì cũng mệt cho mình lắm nghe. Nói gì mình nói mình quên đúng mình cũng quên vừa chứ đậm mình quên dữ vậy. Cho nên đó là cái chuyện quan trọng nhất đó là khi mà Ngài tự nhận Ngài là bị chánh đẳng cảnh giác thì có nghĩa rằng không có gì mà Ngài không biết. Đó, cái vấn đề là chỗ đó. Cho nên cái điều thứ nhất là mà phải là thứ thiện mới tin được. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn một chuyện, nó có vẻ nó hơi lạc đề nhưng mà nó rất là cần thiết.
đó là cái sự chứng ngộ thánh trí phải là cái gì đó cụ thể rõ ràng điển hình, chứ không phải là nó lơ mơ giống như mình nói tôi biết cái đó mà giờ tôi quên rồi, thì cái biết đó vẫn chưa thể so sánh với cái biết của một bậc, không thể so sánh với cái sự duyên giác của một bậc thánh được. Vì cái biết của phàm phu á là có lúc mình biết nhưng có lúc mình quên, và cái biết đó nó có lúc phải điều chỉnh lại cho nó sâu hơn, cho nó rộng hơn, cho nó cao hơn, cho nó đúng hơn chút nữa mới xài được nha. Nhưng mà cái biết của thánh trí thì không có, biết của thánh trí chỉ có một lần mà thôi. Biết rằng đây là mẹ ruột của mình thì là đủ rồi nha, chứ không cần phải có lần thứ hai nó ở đây là mẹ của tôi phải giới thiệu 5-7 lần mới biết được, không, chỉ một lần biết đây là mẹ của mình là được rồi. Ví dụ như vậy thì tôi mới nói chuyện ở đây là một có câu chuyện đặc biệt trong kinh mình, là có những cái vị tỷ kheo tu rất là lâu năm, đệ tử rất là đông, mà bản thân vị đó là pháp sư Tam Tạng, nhưng mà Đức Phật vẫn không xác nhận là vị này là thánh. Trong khi đó có những vị sa di mới 7 tuổi thôi mà ngài xác nhận rằng đây là con trai của Như Lai. Cái cách nói đó là cái đó rất là đặc biệt. Khi ngài gọi một vị tỷ kheo nào đó là con trai, hoặc ngài gọi một cái vị tỷ kheo, một cái người cư sĩ nữ nào đó, ngài gọi đây là con gái của Như Lai, thì một tiếng đó là vị A La Hán nha. Thì ngài nói rằng đây là con trai Như Lai. Thế nhưng chẳng hạn như Chư Tăng nói cái vị sư tỷ kheo nào đó đã nói như vậy và Thế Tôn, khi chúng con hỏi như vậy, vị đó đã trả lời như vậy, vị đó là cũng giống như là mình A La Hán vậy đó. Thì Đức Phật trả lời là con trai của Như Lai đã nói đúng sự thật, vị đó không hề nói dối, vị đó không hề tăng thượng mạng, vị đã nói đúng sự thật. Thì ngài chỉ nói như vậy thì Chư Tăng phải hiểu rằng vị đó chính là A La Hán. Tại thì trong kinh nó có nhiều trường hợp Đức Phật ngài xác định như vậy về một cái vị sa di chỉ mới có 7 tuổi thôi. Mà các vị thấy nếu mà thánh trí là một cái gì đó mơ hồ thì Đức Thế Tôn không thể nào mà ngài xác nhận cái điều đó ở một người đệ tử chỉ mới 7 tuổi. Là vì sao? Là vì 7 tuổi thì cái đoạn đời còn lại của cái người đó dài lắm, nhiều lắm. Mà nếu mà đó là một cái gì đó không có phải là chắc thật, là vĩnh viễn nhé. Thì ví dụ như bây giờ bữa nay người đó là có cái trình độ tu hành thâm hậu, nhưng mà năm mà người đó 15 tuổi, 20 tuổi, rồi 30 tuổi, người đó làm cái gì bậy, rồi nói cái gì đó bậy rồi sao? Có những cái biểu hiện nào đó khó coi rồi sao? Nhưng mà không, cái quả vị thánh trí không phải như vậy. Đức Phật biết chắc rằng đây là vị A-la-hán, dầu đây là vị A-la-hán 7 tuổi, thì ngài vẫn, khi cần thiết thì ngài vẫn xác nhận đây là một vị A-la-hán. Có nghĩa là sông có thể cạn, núi có thể mòn, trời có thể sập xuống, nhưng mà cái quả vị này không bao giờ thay đổi, không bao giờ thay đổi. Thì quả vị thánh trí thì bản thân ngài cũng vậy, ngài tin chắc chắn 100% cái quả vị chánh đẳng giác của mình, ngài không có e ngại rằng ai đó thử thách ngài. Đó là cái vô sở quý thứ nhất. Cái vô sở quý thứ hai, cái vô sở quý thứ hai đó là cái sự đoạn trừ phiền não ở ngài chắc chắn. Đó, mình á, mình nói mình là thiền sư, mình là pháp sư, nhưng mà mình mỗi đêm mình phải thắp hương, mình lạy trời. Mấy vị, tất cả các vị pháp sư thiền sư á, mỗi đêm đều phải thắp hương lạy trời hết, lạy trời hết. Tôi nhắc lại, tất cả thiền sư và pháp sư mà người phàm á, phàm nhân là đêm nào cũng phải thắp hương mà lạy trời, cầu nguyện một điều, mong sao đừng có ai cám dỗ và thử thách con cho đệ tử nó thấy. Bởi vì chỉ cần mà đệ tử nó thấy sư phụ coi như là bị thử thách, bị cám dỗ mà sư phụ sa ngã kỳ lắm. Vừa rồi lúc tôi đang ở bên Thái, tôi có đọc được bản tin rất là buồn. Nó là nó có cái chuyện nó duyên lạ lắm. Cái lần đầu tiên mà tôi tới Thượng Hải đó, tôi ngủ cái đêm đầu tiên thôi, đêm Thượng Hải, thì sáng hôm sau tôi biết cái ông tổ mì gói, cái ông mà người Nhật đầu tiên mà nghĩ ra mì gói cũng mới vừa từ trần đêm qua. Mà lúc đó tôi đang có nguyên một cái vali mì gói. Rồi kìa, rồi tôi đang ở Thái thì tôi chưa kịp đi thăm các thiền viện Nanachat, Quách Phụ Bông của ngài Chân Cha, thì ngay trên đất Thái tôi đã nghe được cái tên ngài Matsu Gavesaku,
một đệ tử lớn, đệ tử lớn của ngài, ngài Chanh Cha, hoàng tộc, chỉ vì một cái cô Phật tử người Thái mà phải nói đó là cái nội quy nguyên tắc sinh hoạt của cái truyền thống thiền định ngài Chanh Cha rất là tinh nghiêm, rất là chặt chẽ, không có để cho tiếp xúc tăng ni Phật tử như một cách thoải mái như là các cái dòng thiền khác. Ấy vậy mà bằng cách nào đó mà cái cô Phật tử Ma Đăng già kia vẫn có thể tiếp cận và làm phiền cái vị này. Ngài xuất gia là trước năm 75, có nghĩa là năm nay ngài cũng 40 rồi. Nhưng mà vì sao? Là vì lửa gần rơm, mà cái bà này nhìn cái tướng bà không phải rơm mà bà là cái bình xăng luôn đó. À, cái bà nó lên tới bình xăng này chứ không phải rơm nữa, bình ga luôn. À, cho nên là mình cứ vô mình đánh cái chữ là vô trong Google á. Tại bây giờ tôi đang tôi tìm thấy một mắt ham gọi là A Chan nữa, Gavi Sako nữa. Vô trong Google tôi tìm ra buồn lắm, nhìn hình buồn lắm. Rồi có cứ vào ở trong Google ha, đánh cái chữ A Chan ha, Gavi Sako. Gavi Sako có nghĩa là cái người đi tìm đạo đó. Gavi Sako thì lại gặp một cái hình có một cái người đàn ông mà ăn mặc rất là nhà quê, là tu lâu quá bây giờ đạt tới cảnh giới là ăn mặc sao cũng được. Một người đàn ông rất là nhà quê mà đeo một cái túi rất là lớn, mà ngồi trên một cái băng gỗ, kế bên có một cái cô nàng mặc áo trắng tay cục mà có cái nón lá, cái nón màu hồng, đang tựa vào vai, tựa vào vai đấy. À, thì mình nhìn mình thấy ôi thôi rồi đó. Thì cái vô sở úy thứ hai của Đức Phật là gì? Có cái thứ nhất đó là vô sở úy thứ nhất là tự tin về sự hiểu biết bằng thánh trí. Cái vô sở quý thứ hai là tự tin về sự đoạn trừ phiền não của thánh trí. Nhìn ngẫm ngùi lắm. Rồi cái thứ ba là biết chắc những gì là trở ngại của thánh trí. Rồi cái thứ tư là biết chắc lời dạy của mình có thể dẫn đến thánh trí. Đây là bốn cái vô sự quyết. Cái thứ nhất là ngài biết rõ rằng ngài có cái biết của một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy. Cái điều thứ hai là ngài biết rõ cái sự thanh tịnh của mình, có nghĩa là tất cả những cái gì lậu hoặc phiền não là ngài biết rõ là ngài không còn nữa. Cho nên tất cả những cái gì mà gọi là thử thách hay là cám dỗ của thế gian đối với ngài là không nghĩa lý. Mà mình thấy rõ ràng là trong đời Đức Phật là ngài đã trải qua. Trong đời ngài đó đã trải qua 3 lần cám dỗ nguy hiểm nhất. Lần 1 ngai vàng là cám dỗ lớn nhất ở cõi người. Lần 2 là nữ sắc dưới gốc bồ đề. Đó,
bên là ngai vàng nữ sắc, tức là chính ngài xác nhận là đẹp nhất trong cái vũ trụ này chính là tiên nữ. Tại vì đẹp nhất trong vũ trụ này là các tiên nữ cõi dục thiên cao nhất, tức là cõi gì, cõi tha hóa tự tại đó. Mà ba cô con gái của ma vương đã đến gốc bồ đề cám dỗ ngài nhưng vô hiệu. Mà đây là một cái điểm mà tôi bắt buộc phải nói lạc đề một chút, bởi vì nó quá sức là cần thiết. Đấy, nó quá sức là cần thiết. Là cái thế giới này nó lạ lắm. Cái quy luật của trời đất vũ trụ tự nhiên nó lạ lắm. Mình càng đam mê, mình càng chìm sâu chừng nào đó thì cái mình đạt được nó rất là thấp và nó rất là ít. Đó, đấy là cái điều mà con phải nhớ. Mình càng đam mê, mình càng chìm sâu thì cái mà mình đặt, tôi ví dụ như trong kinh nói đó, cái người mà coi như là bố thí, trì giới và thiền định. Thiền định mà chưa chứng nha. Tại vì bố thí, trì giới, thiền định, phải mở một đơn nữa, thiền định mà chưa có chứng nữa. Chứ chứng rồi là gì còn chi? Ở mức độ cao mới có thể sinh về các cõi dục thiên cao cấp. Nó lạ như vậy. Chỉ phải giữ bát quan trai mới về các cõi dục thiên cao cấp. Mà bác quan trai là cái gì? Kẹt cái chỗ đó. Bác quan trai là gì? Bác quan trai là coi như là cái việc ăn uống là hạn chế, phấn son mỹ phẩm nữ trang là hạn chế, rồi cái gì nữa, ca nhũ ca vũ nhạc kịch là hạn chế, rồi cái gì nữa, tình cảm nam nữ là hạn chế. Mà bây giờ hỏi cuộc đời mình đó, mấy cái đó mà hạn chế thì đâu còn người thế tục nữa. Cho nên có cái ông đó đi bác sĩ á, thì bác sĩ mới hỏi ổng gì chứ, có hút thuốc không? Nói không. Có bia rượu không? Không. Hỏi có thức đêm bè bài bạc không? Không. Rồi hỏi ổng gì có quan hệ phụ nữ tình cảm bừa bãi không? Nói không. Chị bác sĩ mới nói nếu như vậy thì tôi không biết ông đi bác sĩ làm cái gì. Bởi vì cái người đi bác sĩ là người sợ chết, là người muốn sống. Mà ông không có cái gì hết thì tôi không biết là tại sao ông lết ra tới cái vùng mạch để làm cái gì, cái thứ nhà ông được chết là vừa. thì tôi nghĩ cái chuyện đó là chuyện đầu lao, nhưng mà trong một cái góc độ nào đó mình phải nhìn nhận cha bác sĩ mình nhận nó đúng. Bởi vì tôi nhớ nhà văn Thạch Lam ông có nói thế này, ông nói cái gì mà nó hoàn toàn quá đó, nó hoàn thiện quá, nó lạnh lẽo lắm, nó lạnh lẽo lắm. Thì sống mà cái gì đâu mà cứ vùi đầu trong công sở rồi xong rồi về nhà lại vùi đầu trong phòng mà nghiên cứu sách vở rồi công trình khoa học gì đó, thì thấy đời sống nó buồn. Làm gì thì cũng phải có du lịch, phải có vacation, rồi đàn ông thì cũng phải có chút này chút kia, ví dụ như cũng có săn bắn câu cá rồi dã ngoại rồi cắm trại, hay là phải có alo alice email facebook twitter rồi google retalk rồi tùm lum phải có cái này cái kia. Cho nên cái nó đặc biệt cái thế giới này đó là đam mê là sẽ dẫn đến khổ, nhưng mà anh càng bỏ bớt thì anh sẽ có được nhiều thứ. Mà trong khi có nhiều thứ của mình, trong khi mình lại bỏ bớt mới có. Như vậy có để làm cái gì? Thì theo Đương Kinh nói đó, ở cái cõi đau lợi trở xuống đó, thì chư thiên nam nữ đó, họ còn tiếp xúc với nhau như là cõi người. Nhưng mà ở cái cõi mà cõi dạ ma đó, họ chỉ ôm nhau là xong.
ở cái cõi mà đông sức người ta chỉ nắm tay nhau là xong, ở cái cõi mà hóa lạc thiên người ta chỉ cười với nhau là xong, và ở cõi tha hóa tự tại của ác ma đó thì nam nữ họ chỉ nhìn nhau bằng một cái ánh mắt dục nhiễm là xong. Cho nên cái đẹp trên đó là chỉ để nhìn thôi, chỉ để nhìn thôi. Và trong đời Thế Tôn thì đã trải qua ba lần cám dỗ lớn. Thứ nhất là cái ngai vàng ngài bỏ, thứ hai là cái nữ sắc ở dưới gốc bồ đề ngài bỏ. Đúng là lúc ngài đã thành Phật rồi, nhưng mà mình nếu mà cần mình vẫn phải kể lại đời ngài đã trải qua những cái dễ sợ như vậy. Và cái thứ ba đó là, thứ ba là chia hè. Cái thứ ba mà ai mà kể được thì tôi xin ngã nói. Đúng là nó dễ hiểu lắm, cái thứ ba dễ hiểu lắm. Nếu học anh đi đào trả lời rất là mau, tôi đến ba nốt nhạc nghe cái vị trả lời được không. Cái cám dỗ thứ ba là gì thì mình cứ nhìn cái tam giới này nó có cái gì. Tam giới này có cái gì? Dục. Rồi cái gì nữa? Thiền. Thiền. Cái cám dỗ thứ ba, thứ ba là ngài đã chứng qua tất cả tầng thiền vô sắc giới nhưng lại xem chúng là rác. Cái đặc biệt là tức là dục đó, là ngài đã trải qua những cái cám dỗ kinh hoàng mà thấy không có gì hết. Và ngay cả cái các cái tầng thiền vô sắc, bởi vì muốn đắc vô sắc giới là anh phải đắc tất cả các thiền sắc giới trước, rồi sau đó đắc tới tầng thiền vô sắc. Mà tất cả những nhân vật mà ghê hồn nhất thời đó như là Asita Devila là cái ông Ma Tư Đà đó ha, rồi ai nữa, rồi Út Đaka Rama Buddha, hai vị này đều là những người đều chứng thiền phi tưởng phi phi tưởng và sau khi chết đã sinh về cõi này. Cõi này là cõi nào? Phi tưởng phi phi tưởng đó, có nghĩa là họ mê quá. Và trong khi ngài đó thì ngài đắc cái đó ngài coi không ra hết, ngài bỏ. Ngài đắc là ngài bỏ. Nhưng mà có người hiểu lầm là thấy trong kinh đó ngài bỏ rồi tưởng là thiền định không quan trọng, không phải. Mà ngài bỏ là bỏ cái lý tưởng đó, tức là coi cái thiền định đó là số 1, coi nó là cứu cánh giải thoát là không nên. Cho nên khi mà ngài tu, ngài chứng xong rồi, ngài thấy ủa cái này đâu có gì đâu, ngài mới đổi qua cái khác, ngài đổi qua cái khổ hạnh. Để cái gì cũng phải trải nghiệm và cho biết. Nhưng ngài thấy cũng không có gì hết, thì cái đêm cuối cùng á thì ngài mới là quay trở lại con đường trung đạo là sao, là ngài cũng dùng cái thiền định đó nhưng mà lấy đó làm nền tảng để quán 12 duyên khởi và chứng Phật quả. Cho nên cái điều thứ hai đó là ngài, cái điều thứ nhất là ngài tự tin, hoàn toàn tự tin về cái sự chứng ngộ của ngài, cái khả năng hiểu biết của ngài. Cái điều thứ hai đó là ngài hoàn toàn tự tin về cái sự thanh tịnh, lìa bỏ phiền não của ngài. Cái điều thứ ba đó là ngài hoàn toàn tự tin là những gì mà ngài kêu mình bỏ là mình phải bỏ. Ngài biết ngài tự tin rồi, cái những gì mà ngài kêu mình bỏ đó là đúng sự thật như vậy. Thì trong kinh nói rõ luôn, nhà trong chú giải nói rõ luôn. Điều thứ ba nha, những gì ngài gọi là trở ngại thánh trí thì chắc chắn là như vậy. Sớ giải nói rõ, chẳng hạn như tình cảm nam nữ là điều phải lìa bỏ đầu tiên mới chứng thiền chứng thánh được. Đó, trong chú giải nói rõ như vậy, nó là trong các dục đó, thì cái chuyện đầu tiên đó
là phải là lìa bỏ cái tình cảm nam nữ thì mới nói đến cái chuyện chứng thiền chứng thành được. Trong các dục, tình dục là nguy hiểm nhất. Trên các cõi phạm thiên không có vấn đề chi hề, vấn đề giới tính đó. Trong để. Chứng thiền chỉ cái này cái câu này có thường chú mới ghi nha. Chứng thiền chỉ samatha, cái này phải ghi, cái này phải học thuộc lòng mà. Chứng thiền chỉ samatha thì không còn vấn đề nam nữ. Chứng thánh thì cái này chứng sơ thiền thôi, chỉ là sơ thiền thôi. Nửa trời đất ơi, cái không thể bẻ gãy này nè, làm ơn ghi cái tên, nó ghi gì kỳ lắm nha, ghi gì kỳ lắm nha. Cả hai vị này đều chứng vi tưởng, chỉ có cái ông thầy á, thầy Bồ Tát, có hai vị thầy Bồ Tát. Cái ông kêu là ông gì ta, ông Alara Kalama, chỉ chứng vô sở hữu xứ Ramabutta Uddaka, chứng phi tưởng. Không thể bẻ gãy, lầm rồi nha. Không thể bẻ gãy, vừa bị bẻ gãy, ok, vừa bị bẻ gãy. Có nghĩa là cái Asita này đó là không phải thầy Bồ Tát mà là sư phụ của vua Tịnh Phạn nha, nhớ nha. Cái ông Asita Devila này, bởi nó kẹt cái chỗ đó là có người họ nói tôi tại sao mà trong lớp học xài quá nhiều chữ Pali, là bởi vì nó kẹt cái chỗ là không có Pali đó, là nó lộn nha. Nó lộn, cho nên bắt buộc phải nhớ cái Asita Devila này không phải là thầy Bồ Tát mà là Asita. Hồi nãy tôi nhớ tôi có nói mà, bà có còn nhớ đó không ta? Chính là Atida đó, Atida, người đến xem tướng thái tử nha. Đó, còn cái người mà không thể bẻ gãy này nè, biết bằng cái gì mà dám xưng là không thể bẻ gãy, nghe cái tên là thấy là không được rồi nha. Thì các ông Alara Kalama đó mới là chứng vô sở xứ, mà ông này thì tôi không có nhắc tới, tôi chỉ nhắc tới sau khi mà không thể bẻ gãy lên tiếng thôi. Còn cái Asita này là ông Atida, ông này nè, và các ông Uttaka là chứng đều chứng phi tưởng hết. Còn riêng về cái người mà ông không thể bẻ gãy này nói đó là chứng vô sở xứ, là cái ông đó là ông Alara Kalama. Mà người Việt mình có một cái truyền thống rất là đặc biệt, đó là mình coi kinh mình sợ kinh cánh nha. Thì nên nhớ là lộn rồi, mình nhớ và mình nói lộn phải xem lại nha. Tức là hai cái vị mà tôi vừa nói đó là chính xác rồi. Tiếp theo là không sao đâu, chứng dịch còn lộn mà nói cho người ta ha. Chứng dịch còn lộn không sao hết. Nhớ nha, là Asita, thì tôi có nhắc lại là với cái người này không được, phải nhắc lại. Asita Devila là Atida và Uddaka Ramaputta đều chứng V
vi thì tưởng. Còn người chứng vô sở hữu xứ là Alara Kalame. Xem lại phần thích chát của tôi ở trên cho thiệt kỹ nha. Ok. Rồi cái thứ ba đó là ngài xác định rằng đó, ngài được cái vô sở quý thứ ba là cái gì mà ngài kêu bỏ thì cái đó dứt khoát là phải bỏ, dứt khoát là phải bỏ. Thì đồng chú giải mới nói thêm, chẳng hạn như nha, chẳng hạn như cái vấn đề tình cảm nam nữ mà tiếng Pali kêu là, tiếng Pali kêu là mê thu na thầm, mê thu na thầm có nghĩa là tình cảm nam nữ, tình cảm nam nữ. Đấy, thì muốn trong cả thiền samatha thì họ phải phải ghi cái đề lại mới được, phải ghi cái đề lại mới được, phải ghi cái đề lại. Chắc là không đợi cái này vốn cần ghi, tôi nhắc lại hồi nãy quý vị đã ghi rồi. Đắc thiền chỉ thì vấn đề nam nữ không còn nữa, và đắc thiền quán vipassana thì vấn đề chúng sinh không còn nữa, chỉ còn có cái danh sách thôi. Đấy, nhớ nha. Cho nên nó là cái nặng nề nhất trong năm dục vẫn là vấn đề có năm được. Cái này phải ghi nè. Kể cả những người kiếp này thấy mình nguội lạnh trong vấn đề tình cảm, không ham thích gì hoặc chỉ ham thích trong thứ không liên hệ nam nữ, thì trong tâm khảm vẫn có một chỗ đặc biệt nhất dành cho khả năng tình cảm nam nữ sau này, nếu còn quẩn quanh trong cõi dục giới. Đó, vì cái tình cảm nam nữ là gốc của cõi dục giới, tình cảm nam nữ là gốc của năm dục của cõi dục giới nói chung. Bởi vì không thể nào mà sống trong cõi dục giới này mà không có tình cảm nam nữ. Những cái chuyện mà mình thấy nó không có liên quan, thí dụ như mình thấy mình thích trồng hoa, đó là sắc á, sắc tâm khí bị xúc. Rồi mình thích ăn ngon, rồi mình thích mùi thơm, mình thích cái này cái kia, tất cả trong năm trần sắc tâm khí bị xúc. Mình thấy nghe ngửi nếm đụng ha. Thì trong cái thấy nghe ngửi nếm đụng đó mình cứ tưởng là nó không có liên hệ đâu, nhưng mà có, bởi vì cái gốc vẫn là biết rõ mình là đàn ông. Cho dù mình nói rằng bây giờ tôi nguội lạnh rồi, bây giờ tôi lãnh cảm rồi, bây giờ tôi không có, nhưng mà thật sự mình trong đáy lòng mình, trong sâu thẳm, cái khả năng mà tình cảm mình vẫn còn đó. Và trong chú giải nói rõ cái đó ha. Rồi tiếp theo là cái thứ tư, vô sở quý thứ tư là ngài tin chắc rằng lời dạy của ngài luôn nhắm đến cứu cánh giải thoát. Đó, ngài biết chắc cái đó, ngài biết chắc cái đó, không ai có thể bắt lỗi ngài, không ai có thể bắt lỗi ngài về vấn đề này. Đó là ngài là bậc giải thoát,
Ngài là bậc giác ngộ, nhưng mà có những cái điều Ngài nói ra con thấy là chỉ dẫn đến luân hồi thì không có. Dầu cho Đức Phật có kể làm câu chuyện xưa đi nữa, thì cái cách kể của Ngài đó cho mình thấy rằng mọi hiện hữu là khổ đó. Và mọi cái sự ước muốn ham thích ở đời đều là nguồn khổ đó. Luôn luôn và luôn luôn Ngài đề cao cái lý tưởng, cái tinh thần của Bát Chánh Đạo là con đường để chấm dứt đau khổ. Dầu cho Ngài có nói cái chuyện gì đi nữa, một cách trực tiếp hay là gián tiếp, rõ ràng hay là kín đáo, thì luôn luôn lời dạy của Ngài có nội dung đó. Cho nên Ngài mới xác định trong Tăng Di Bộ Kinh là như biển chỉ có một vị mạnh, và trong cái giáo pháp ta cũng chỉ có một vị giải thoát là như vậy đó. Là như vậy đó. Thì đây là bốn cái điều gọi là vô sở quý của vị chánh đẳng giác. Tức là Ngài, đây là bốn cái điều mà với bốn cái điều này nè, Ngài tự nhận mình là vị vô thượng chánh đẳng giác, và Ngài không có phải e sợ, ngại ngùng, e ngại khi vào bước vào bất cứ một cái hội chúng nào. Và ở đây nói rõ Đức Thế Tôn trong đời Ngài, Ngài từng đến rất là nhiều nơi, để đây kể có tất cả là 8 hội chúng. Những bà con có thấy cái đó không? 8 hội chúng. Thì 8 hội chúng ở đây là cái gì? Các bà con viết dùm tôi làm biến quá nha, làm biến viết quá rồi, làm viết dùm tôi hội chúng mà thôi đi, các vị tự ghi ở trong bài kinh Trung Bộ số 12 nha, nha bạn ghi giùm tôi. Thì 8 hội chúng đây là gì? Hội chúng Sát Đế Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Sa Môn, hội chúng Tứ Thiên Vương, rồi nói chung là hội chúng 8 hội chúng, các vị tự xem giùm nha. Rồi, rồi tự post lên giùm đi, chứ mấy cái này mà bắt tôi ngồi tôi đọc thấy nản quá nha. Nhưng mà cái này nè, cái tôi chỉ nói cho bà con nghe cái gì mà có trong chú giải mà không có trong chánh kinh. Thì trong này mình trong chú giải chỗ này nói cái này mới lẫm hơn sống. Là Thế Tôn rất nhiều lần đã đến những cái vũ trụ khác để thuyết pháp trong hình thức tốt nhất theo cái nhịp sống ở đó. Và nhiều lúc người ta chỉ nghe tiếng Ngài nói mà không thấy hình, không thấy hình dáng. Có rất nhiều nơi còn lưu lại lời dạy và cách hành trì của Ngài mà người ta vẫn tưởng là một vị thần thánh nào đó hiện đến thiệt để mặc khải. Đây là cái điều mà tôi suy nghĩ rất là lâu. Tôi suy nghĩ rất là lâu ở chỗ này. Này, có rất là nhiều nơi còn lưu lại cái lời dạy và cách hành trì của Ngài. Mà thí dụ như Ngài lời dạy, thí dụ như nói là đây là tam tướng nè, đây là danh sắc nè, đây là bản chất thế giới nghe. Rồi bây giờ muốn hết khổ là phải vậy nè, phải ngồi xuống, hít sâu nha, thở chậm nha. Rồi đi đứng nằm ngồi tỉnh giác nha, biết rõ nha. Biết rõ hít sâu thì biết rõ thở chậm, mà trong lúc mà đang hít sâu thở chậm này nè, có tham thì biết là tham nha, có sân biết là sân nha. Rồi đi đứng nằm ngồi cũng vậy, cứ sống bình thường. Nhưng mà lúc mà đang đi, đang đứng, đang nhai, đang nuốt thì mà có tham thì biết là tham nha, có sân biết là sân. Ngài dạy như vậy đó, mà có trong chú giải đó có lúc thì Ngài hiện, Ngài dùng cả cái hình dáng của một vị Phật, nhưng có lúc Ngài dùng cái hình tướng của một cái nhân vật nào đó mà thích hợp với cái dân ở đó. Không biết nói các vị có hiểu không? Thí dụ như bây giờ Ngài có mặt ở một cái xứ Ả Rập, mà họ thấy Ngài mặc cái y áo rồi trang phục như vậy thì họ thấy Phật giáo là bất mãn. Thì Ngài dùng hình thức một vị giáo sĩ nào đó của Do Thái, của Hồi giáo,
để Ngài nói. Mà cái cách nói như thế nào thì không để cho người ta sốc, không thấy người ta không thấy người ta bị tổn thương. Đó, cái vấn đề là chỗ đó, là chú giải nói như vậy. Cho nên có một điều mà mình phải lưu tâm là hôm nay, biết cái hôm nay có cái ông Dương Tiêu đây không? Bây giờ ông tìm dùm tôi, nếu mà có ai trong đây mình tìm dùm tôi trên YouTube, nó có một cái clip rất là hay. Nó nói về những cái người, là những cái người đàn anh của thế giới. Nó có một cái bộ tộc bên châu Mỹ đó, một bộ tộc áo trắng bên châu Mỹ. Hả? Sống đơn giản như tỳ kheo nguyên thủy và có những lời khuyên bảo cho thế giới còn lại có nội dung rất là minh triết, rất gần với kinh Phật nhiều lắm. Rồi cái đạo đức kinh, đạo đức kinh của Lão Tử, rồi cái Nam Hoa kinh của Trang Tử, rồi cái bộ rồi Liệt Tử, Dương Tử cũng vậy, nội dung rất gần với Phật giáo. Đã. Rất là gần với Phật giáo. Ví dụ như cái ý niệm về cái sự tương đối, chẳng hạn, phải ghi luôn, chẳng hạn ý niệm về sự tương đối của vạn vật. Đã. Không có gì là cao hay thấp tuyệt đối, đẹp hay xấu tuyệt đối, rồi nặng nhẹ, rồi sướng khổ, rồi rộng hẹp. Tất cả đều là tương đối. Cái ý niệm này đã có từ lâu lắm rồi, trong Nam Hoa Kinh và trong Đạo Đức Kinh đã có từ lâu lắm, trong Dương Tử, Liệt Tử đã có từ lâu lắm rồi. Những ý niệm này rất là hay, rất là hay. Đó là bởi vì đó là có rất là nhiều điều mà Ngài đó là coi như là Ngài mình thấy trong chính tạng, trong tâm tạng nói thì đã đành rồi. Nhưng mà mình thấy bây giờ ok, bên này bà con, cái này nó đau ở chỗ là cái này tôi biết thì không có tiếng Việt, mà nếu mà bà con nào mà đọc tiếng Anh có cái này, các vị để tìm tôi cái này, thấy cái này có ai tôi nói, các vị có nhớ dùm nữa thì nhắc nha. Là bên Hồi giáo mà ở sa mạc á, ở Trung Đông á, nó có một cái bộ phận mà coi như là mang tiếng là Hồi giáo, nhưng mà cái tư tưởng của họ rất là gần với Phật giáo. Mặc dù là Hồi giáo thì có sao, tôi xác định nha, tôi biết rõ rồi đó. Hồi giáo thì có sao Phật giáo, nhưng mà có một cái bộ phận mà tự nhiên cất, tôi quên cái chữ này, cũng giống như là tôi quên Lan và Điệp vậy đó. Tức là nó có, họ là Hồi giáo nhưng mà cái cách nói năng của họ đó thì rất là gần với Phật giáo, gần lắm. Chẳng hạn như họ nói rằng đó là mình khổ là do mình thích cái này thích cái kia, mà từ hãy có thích thì có ghét, mà ghét là khổ, mà thích được cái mình thích là sướng, là hạnh phúc, mà mình thích mà không được là khổ. Rồi họ nói rằng là giống như là máu mà nó chảy ra mình sẽ chết, mà cái niềm đam mê đó mà nó nhiều quá nó làm cho tinh thần mình cũng bị hao tổn. Rồi họ kêu mình sống tiết kiệm năng lượng, mình cách là đừng để cho sáu căn của mình đó. Họ không có nói đủ con số sáu, mà họ chỉ nói là đừng để cho các cái giác quan của mình đó mà nó phải tiêu pha quá nhiều cái năng lượng.
Đó, thì đại khái như vậy. Cho nên là cái cách nói của họ đó làm cho tôi cứ liên tưởng đến cái chỗ này. Có nghĩa là có rất là nhiều lần Thế Tôn đã đến những cái nơi chốn, đến những cái nơi chốn mà Ngài thấy rằng cái sự xuất hiện mà bằng cái hình dáng một vị Phật là bất tiện cho họ. Cho nên là Ngài đã dùng cái hình thức nào đó mà thích hợp nhất với cái người ở bản địa đó, người bản địa, để mà Ngài dạy. Cái quan trọng nhất là Ngài dạy cho họ những cái đạo sống, những cái cách suy tư, chỉ vậy thôi. Điểm đặc biệt chỗ đó, điểm đặc biệt chỗ đó. Cho nên hôm nay đó là mình phải cẩn trọng, mình phải cẩn trọng cái chỗ là dĩ nhiên mình dành hết thời giờ cho kinh Phật đúng, nhưng mà mình phải cẩn trọng khi mà mình tiếp cận với những cái tư tưởng minh triết, thì mình cũng đừng có cái gì mình nhắm mắt nhắm mũi như một số người mà họ bác họ nói rằng là cái đó là trật, cái đó là sai đó, khi mà bản thân mình không biết cái nội dung của nó người ta nói cái gì. Và nếu hôm nay mà có một cái đạo nào mà mới vừa ra đời trên hành tinh này thì tôi không biết cái nội dung của cái đạo đó nói cái gì, nhưng mà theo tôi, nếu mà có cái đạo nào mà nó mới vừa ra đời đó, thì theo tôi đó, cái đạo đó nếu không phải là lấy kinh Phật, mà nếu lấy kinh Phật đó, thì lấy kinh Phật mà làm nền tảng đó, thì nếu mà lấy thì thành Phật giáo mất rồi. Còn nếu mà cái đạo nào nó mới ra đời mà nó muốn có một cái thánh kinh để mà cho tín đồ tuân theo đó, thì tôi xin đề nghị nếu muốn lập đạo mới với thánh kinh ngon lành dễ thuyết phục mọi tầng lớp nhân loại thì có lẽ là mấy cuốn sách danh ngôn thế giới tổng hợp lại, tôi mê cái này lắm. Có thể nói là một cái bài báo Việt Nam tôi liếc vô là tôi liếc cái gì, ngoài cái tin nóng thì tôi liếc tới cái chuyện cười. Nhưng mà phải nói còn có cái mục nữa, đó là cái mục danh ngôn rất là thú vị. Và có thể nói sách về danh ngôn á, danh ngôn sách tiếng Anh nó mình vô trong internet mình cứ đánh mấy cái chữ mà chữ proverb hay là cái chữ cause. Đây là những cái chữ mà coi như nó là internet mình đánh một cái rồi là mình đọc đã luôn. Mà tôi xin bảo đảm 1000% chứ không phải 100%, 1000% là bất cứ ai khó tánh nhất mà cầm cái quyển danh ngôn lên rồi thì không thể nào mà bỏ xuống được. Chẳng qua là cái vị không có thời gian, cái vị phải đi làm kiếm ăn thì thôi. Chứ còn nếu quý vị có chút thời gian thì trên đời này không có cái cuốn sách nào mà nó hay cho bằng cái cuốn danh ngôn. Đọc không có chán. Có nghĩa là câu này không khoái thì đọc qua câu khác. Thì tại sao tôi nãy giờ tôi nói chuyện lãng đề này, tôi đang nói vấn đề tám hội chúng. Thì tôi e rằng trong cái kho tàng mà tri thức minh triết của nhân loại đó, thì tôi e rằng trong đó có vô số những cái mảnh vụn mà có được từ cái lời Phật mà mình không biết. Ok, bây giờ đã là đúng 2 tiếng đồng hồ, xin chúc bà con một ngày vui và hẹn lại nhau ngày thứ bảy rồi. Ok, một ngày cuối tải rồi ok 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 một ngày